đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu, biết cho với niềm tin, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại, độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thành Văn đệ tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học các phân đoạn ở trong bài kinh Tự Kinh Phương Quảng. Những câu hỏi của thiện nam quý sa khác nêu ra, vì là một cái vị A-na-hàm cho nên khi hỏi pháp thì thiện nam này đã hỏi pháp một cách đứng đắn và xoáy sâu vào các cái đề tài pháp lỗi. Và Thánh Ni Thamadina là một vị đệ nhất về thuyết pháp, cho nên Thánh Ni cũng đã trả lời một cách cô đọng, cốt lõi. Do đó đọc lại những cái đoạn hỏi và đáp, nếu chúng ta tác ý một chút thì chúng ta sẽ lãnh hội được nhiều pháp rất đặc biệt. Ở trong bài học tiếp theo hôm nay, phân đoạn 205 là Thánh Ni Thamadina nói ba quẩn: giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn. Giới quẩn thù nhiếp ở trong bát chánh đạo, tức là chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng. Còn định quẩn là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và tuệ quẩn là chánh kiến, chánh tư duy. Chúng ta rất thường được nghe, nhưng mà ở đây có xuất xứ của bài kinh thì chúng ta càng biết chắc chắn là mình đã nghe đúng và mình đã nói đúng. Rồi cũng có một điểm đặc biệt nữa là cái sự tương quan giữa
định quẩn, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Ở đây Thánh Ni đã trả lời nó liên quan đến chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì ở đây đó, cái đoạn 206 cũng giúp cho chúng ta hiểu biết thêm niệm ở đây. Chánh tinh tấn ở đây là bốn chánh cần, là định tư cụ, tức là hỗ trợ cho định. Niệm xứ là định tướng, còn nhất tâm là định. Như vậy nếu mà ai hỏi tại sao chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định được kể là định, định quẩn hay là định học, thì chúng ta nói rằng vì chánh tinh tấn là định tư cụ. Định tư cụ, tư cụ tức là cái vật phụ, giống như vật phụ tùng vậy đó. Rồi niệm xứ là định tướng, chỉ có nhất tâm mới là định mà thôi, vân vân. Rồi đoạn 207 chúng ta nghe nói về thân hành, khổ hành, ý hành. Ở đây cái từ thân hành, khổ hành, ý hành cần phải được nói theo tiếng Pali đó, Kaya Sankhara, có chi Sankhara và Chitta Sankhara mới được, mới lấy theo về kinh này. Còn khi mà chúng ta nói Kaya Samadana, thân hành tức là cái hành động, như là sắc sanh trần tóc, tà dâm vân vân, thì vậy gọi là thân hành. Nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác thì gì gọi là khổ hành. Ý hành như là tham ác, sẽ ác, tật kiến ác. Cho nên cái chữ cái thân hành, khổ hành, hành, ý hành đó, chúng ta phải tùy, phải tùy theo chữ Pali mà chúng ta nói. Nhưng ở đây thì riêng ở đây thì chúng ta phải hiểu đó là cái danh từ gọi là Sankhara, Kaya Sankhara, Vachi Sankhara và Chitta Sankhara. Cho nên vị Thánh Ni mới trả lời như thế này. Thì đó là những gì mà chúng tôi muốn gợi ý thêm để Thượng Tọa Giảng Sư chú ý mà giảng xoáy sâu về ba vấn đề đó trong cái bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời cô Nguyễn Xuân đọc cho tính kinh, sau đó xin cung tỉnh Thượng Tọa Tây Nguyên vị giảng sư của ngày hôm nay bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dọn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung chánh kinh. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, phần 44, tiểu kinh Phương Quảng, Chula Vedala Sutta, phân đoạn 205 đến 207. Cũng như bài kinh trước, Phương Quảng Vedala ở đây chỉ cho sự trình bày giáo nghĩa qua hình thức vấn đáp. Kinh này ngắn hơn bài kinh trước nên gọi là tiểu kinh. Thuở ấy Đức Thế Tôn trú ở thành Raha Gaha, vương xá, nam cư sĩ Vichakha đến vấn đạo Ni Sư Thamadina
Vina. Những câu vấn đáp khởi đầu tự nhận thức bản thân cho tới cứu cánh giải thoát. Những câu trả lời sau đó đã được xác định chứng bởi bậc đạo sư Nisu Thamma Dina, là một bậc thánh ni được Đức Thế Tôn tuyên bố là đệ nhất về thuyết pháp trong số các đại đệ tử bên ni giới. Nam cư sĩ Visakha là một phú thương có tiếng tại Vương Xá, là chồng cũ của ni sư Thamma Dina khi chưa xuất gia. Vị nam cư sĩ này cũng là một bậc thánh A-na-hàm. Phân đoạn 205. Bát chánh đạo hay đạo đế. Bát chánh đạo hay con đường giải thoát có 8 chi phần là làm được tác thành do duyên hữu vi, nhưng dẫn đến niết bàn vô vi. Kinh văn Bát chánh đạo. Thưa ni sư, thế nào là thánh đạo 8 ngành? Hiền giả Visakha, đây là thánh đạo 8 ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thưa ni sư, thánh đạo 8 ngành này là hữu vi hay vô vi? Hiền giả Visakha, thánh đạo 8 ngành này là hữu vi. Thưa ni sư, ba uẩn được thánh đạo 8 ngành thâu nhiếp hay thánh đạo 8 ngành được ba uẩn thâu nhiếp? Hiền giả Visakha, ba uẩn không bị thánh đạo 8 ngành thâu nhiếp. Hiền giả Visakha, thánh đạo 8 ngành bị ba uẩn thâu nhiếp. Hiền giả Visakha, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, những pháp này được thâu nhiếp trong giới uẩn. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, những pháp này được thâu nhiếp trong định uẩn. Chánh tri kiến và chánh tư duy, những pháp này được thâu nhiếp trong tuệ uẩn. 206. Tương quan giữa chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Đây là một vấn đề tương đối chuyên biệt về pháp hành. Định là hiểu, là nhất tâm hay tập chú vào một điểm, bền bỉ với đề mục tu tập. Bốn niệm xứ là định tướng hay cơ sở của định. Theo sơ giải thì chữ Samadhi Nimitta có nghĩa là nền tảng của định chứ không phải là biểu hiện tướng của định. Chánh tinh tấn là tư cụ của định, vì chính pháp này là phân biệt và sàng lọc thiện, bất thiện. Riêng sự lặp đi lặp lại gọi là tu tập định giải, là tu tập định. Giải thích tại sao trong quán có chỉ chánh niệm là quán, lặp đi lặp lại tạo thành lực của chỉ. Kinh văn định. Thưa ni sư, thế nào là định? Thế nào là định tướng? Thế nào là định tư cụ? Thế nào là định tu tập? Hiền giả Visakha, nhất tâm là định, bốn niệm xứ là định tướng, bốn tinh cần là định tư cụ. Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy là định tu tập ở đây vậy. 207. Sự hiện hữu của thân tâm trong cái nhìn của thượng giả. Sự hiện hữu hay sự sống được bắt mạch qua ba hành: thân hành, khẩu hành, ý hành. Ba hành này được nhận diện ở mức độ tế nhị của đời sống qua cái nhìn của thiền giả. Hơi thở là thân hành, tầm và tứ, hướng tâm và gắn kết thuộc khẩu hành, thọ và tưởng, cảm giác và nhận thức là ý hành. Kinh văn hành. Thưa ni sư, có bao nhiêu hành? Hiền giả, có ba loại hành này: thân hành, khẩu hành và tâm hành. Thưa ni sư, thế nào là thân hành, thế nào là khẩu hành, thế nào là tâm hành? Thở vô, thở ra, hiền giả Visakha, là thân hành, tâm tứ là khẩu hành, tưởng và thọ là tâm hành. Thưa ni sư, vì sao thở vô, thở ra là thân hành? Vì sao tầm tứ là khẩu hành?
Vì sao tưởng và thọ là tâm hành? Thở vô, thở ra, hiền giả Visakha thuộc về thân. Những pháp này lệ thuộc với thân, nên thở vô, thở ra thuộc về thân hành. Hiền giả Visakha trước phải tầm và tứ, rồi sau mới phát lời nói, nên tầm tứ thuộc về khẩu hành. Tưởng và thọ là tâm sở, các pháp này lệ thuộc với tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. Biên soạn thường Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Thưa đây chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính, để Đức Tự Tri, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Puttang Phakkawantang Apiwade Visuakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Subhatipanyo Phakkawata. Cho Phật tử luôn được thành công nhất năm một thời gian. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, tiểu kinh Phương Quảng chùa Lá Quê Đành Lá Xuất Phát, chúng ta học tiếp tục qua cái phần 205, tức là bát chánh đạo thuộc về đạo đế. Bát chánh đạo đạo đế hay đạo đế, thì ở đây chúng ta thấy kinh văn đã nói rõ ràng, đây là tám chi phần được làm thành, được tác thành, nó do duyên. Từ có tám cái chi phần này nó mới dẫn tới niết bàn, dẫn tới chứng đắc niết bàn. Thì quả thật như vậy, cho nên đây là các cái pháp mà nó tạo tác, nó làm cơ sở, nó làm duyên khởi để khởi sanh lên niết bàn. Thì chúng ta thấy niết bàn đó thì mới chính là cái giá trị vô vi. Đúng như vậy. Thì nói đến thánh đạo tám ngành, tức là tám chi phần, tức là chúng ta đã được nghe, đã được hiểu. Nếu như là một người Phật tử có học kinh thì đó chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm, chánh định. Thì ở đây Ni sư Thanh Minh Anh đã trả lời cho Visakha một cách rõ ràng, chính là thánh đạo tám ngành, tức là tám chi phần này đã được bậc thánh thực hiện và thành tựu. Tám chi phần này tại sao nói xác định rõ ràng? Hỏi vậy chứ thánh đạo tám ngành này nó thuộc về hữu vi hay là vô vi? Thì xác định rõ chính là hữu vi. Đây chính là tám cái thành tố để tác thành, hay là tám chi phần đó để dẫn đến niết bàn, mà chúng ta đã được nghe Chư Tăng giảng rất nhiều về cái bát chánh đạo này. Chứ không phải chúng ta đừng nghe, chúng ta nghĩ có lẽ cái pháp mà nó tu tập tốt đẹp như vậy, cái đó chắc thuộc về cái pháp vô vi, không phải như vậy. Chỉ có niết bàn mới là pháp vô vi thôi. Còn tất cả những cái pháp này nó hỗ trợ, nó làm nền tảng, là cơ sở, là chi phần để tiến tu, để thành tựu cái vô vi. Trong cái hữu vi này, nó là hữu vi để tiến bước lên, để thành tựu được cái vô vi. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Cho nên Ni sư Thamma Nanda đã trả lời cho thầy giáo Visakha là như thế. Nói đến một cái nữa,
tức là chúng ta thấy nó đến quẩn ở đây, tức là nó cái gì? Quẩn là đóng, là khối hay là tập hợp? Chính là sự tập hợp của giới quẩn, của định quẩn và của tuệ quẩn mà phân chia theo thánh đạo tám ngành. Ở đây cái chữ thâu nhiếp đó, tức là cái sự thành tựu, cái sự nhiếp phục và cái sự thu góp để thành tựu cái quả vị vô vi. Ở đây chia ra ba quẩn được thâu nhiếp với thánh đạo tám ngành, bị ba quẩn thâu nhiếp. Ba quẩn đó chính là giới quẩn, định quẩn và chính cuối cùng là tuệ quẩn. Thì chúng ta biết, nếu như chúng ta có học Phật pháp, chúng ta chia sẻ cái này nó rất là dễ. Thì họ nói đến, thứ nhất nói về giới quẩn, đầu tiên nói về giới quẩn, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đây thuộc về giới quẩn. Cũng như chúng ta có nhớ là tam học vậy đó, tam học mà chia theo bát chánh đạo, hay tam vô lậu học chia theo bát chánh đạo là như thế. Thì là giới vô lậu học, định vô lậu học, tịnh vô lậu học, hay là giới học, định học, tuệ học, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới học. Thì ở đây cũng vậy, nếu như nó thuộc về quẩn, nó thuộc về cái sự tập hợp của cái gì, của ba quẩn, xin lỗi, tập hợp của ba cái thánh đạo, ba cái nhánh của thánh đạo tám ngành này, chính là nhánh của giới quẩn, nhánh của định quẩn, nhánh của tuệ quẩn. Tuệ quẩn thuộc về tức là nhánh của chánh kiến, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về vị giới quẩn. Và tiếp theo nữa, nói đến giới quẩn ở đây để khẳng định, và họ nói giới thì nói đến định, định ở đây chính là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nó thuộc về định quẩn. Và cái cuối cùng mới là chánh kiến và chánh tư duy, thì nó thuộc về định quẩn. Một xác lập rõ ràng cho chúng ta biết, nó được nhiếp, nó được gom lại và nó được tập hợp trong tám chi đạo đó, trong tám chi phần đó, trong tám thánh đạo tám ngành đó, được ba quẩn thâu nhiếp. Mà ba quẩn này tức là giới quẩn, định quẩn và tệ quẩn. Và ba quẩn giới quẩn, tệ quẩn này mới nói lên nó có một sự liên hệ chặt chẽ với cái sự tu tập, chứ không phải là chúng ta muốn vượt ngoài ra cái đó được, mà chính đây tức là cái sự tập hợp này, cái sự tập hợp của ba thành tố này, hay là ba cái uẩn này, nó mới đưa chúng sinh thành tựu đạo quả giải thoát, thành chứng ngộ niết bàn, thành tựu thánh đạo thánh quả viên mãn, chấm dứt sinh tử khổ đau. Có thể nói rằng sự tu tập của chúng ta để thành tựu thì chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là bát chánh đạo, mới là con đường dẫn đến sự chấm dứt sự đau khổ, chấm dứt phiền não và không còn khổ đau sinh tử. Chỉ có cái con đường này, đó chính là đạo đế, chính là đạo đế trong bát chi đạo. Và đạo đế này khi tu tập thì nó được nhiếp thâu do ba quẩn, giới quẩn, định quẩn và tệ quẩn, nó xuyên qua bát chánh đạo. Ở đây để trình bày để chúng ta hiểu, nó như là một sự tập hợp quẩn ở đây, giới quẩn ở đây, tức là một sự tập hợp của giới mà trong ba nhánh của bát chi đạo. Rồi tiếp tục nữa, tức là nó thuộc về tiếp tục ba nhánh nữa được thuộc về định, và hai nhánh nữa thuộc về tuệ. Thì chúng ta thấy khi bước vào tu tập á, thì chúng ta phải có giới. Trình bày theo quy tiên thì tước vào đó, tu tập mới có giới. Mà từ có giới đó, khi có giới có niệm, khi có giới đó thì có niệm, có định và có cái sự tinh tấn đó, thì tuệ mới khởi sanh. Và khi tuệ khởi sanh thì kính thú vị,
nó mới đủ khả năng để sát trừ phiền não. Cái hiểu đầu tiên là tuệ dẫn đầu, để từ đó hiểu biết được mà chúng ta mới giữ gìn được cái giới nó tốt đẹp, và chính giữ gìn được cái giới nó tốt đẹp mới định sanh được. Thì ở đây mang tính tu tập về thiền quán, thì chúng ta phải phân tích, chúng ta phải nhớ là như vậy. Chẳng hạn như hỏi gì chứ, tại sao bát chi đạo chánh kiến dẫn đầu, và ở trong tam học nó giới, có cái giới mới năng sinh định, bình định mới năng sinh tuệ, hay hoặc là có giới thì mới có định, mà nếu không giới thì không có giới, người chú giới chú thiền mới, người chú giới thì mới có thiền, mà nếu như mà có thiền mà thì có thiền thì phải có giới. Nhưng ở đây thì cũng vậy, chúng ta tu tập á, thường thường á, chúng ta đọc theo bát chánh đạo thì chúng ta nghĩ là nhớ là phải có hiểu biết trước rồi mới có cái gì, có sự giữ gìn đúng, tức có sự thực hành đúng. Phải hiểu biết trước, tức có một chánh tri kiến một cách rõ ràng với nhân quả, với các pháp nó thuộc về hữu vi, thuộc về vô vi. Các pháp nó thuộc về hữu vi thì chẳng hạn như là nó thấy cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, chúng ta phải hiểu. Bởi vì đạo Phật đòi hỏi chúng ta phải hiểu đạo Phật, hiểu giáo lý Phật, hiểu con đường được Đức Phật dạy, chứ không phải chúng ta vô chúng ta nhắm mắt rồi chúng ta niệm rồi chúng ta giữ giới chút xíu rồi mai mốt mình hiểu biết được, thường thụ biết được liền à. Cái này thì không được, thưa quý vị. Nói như vậy là chúng ta bị kẹt ngay. Chúng ta phải hiểu biết được trong cái chánh niệm mà chúng ta tu tập, nó cái chánh niệm nó như thế nào, và cái tỉnh giác nó như thế nào, nó có cái sự phối hợp như thế nào, vân vân. Và cái tiến trình tâm nó sinh ra sao là chúng ta phải thọ trì. Dĩ nhiên khi chúng ta vô thì chúng ta cứ hít vô thở ra, hít vô dài biết mình hít vô dài, thở ra dài biết thở ra dài, hít vô ngắn biết hít vô ngắn, thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Cái sự theo dõi của chúng ta là như thế, mà qua cái thân hành ở cái điểm cuối của cái bài học này thì cũng đã trình bày như vậy. Nhưng kính thưa quý vị, cái điều mà chúng ta phải nhớ là một người tu tập là chúng ta phải có một cái tri kiến. Trước nhất phải có một tri kiến, một cái tri kiến đó để khẳng định rằng cái nào là đúng. Và từ cái chỗ có cái hiểu biết đúng mới có cái sự suy nghĩ đúng, mới có là cái tư duy được đúng đắn. Mà nếu như tư duy được đúng đắn thì chúng ta mới thọ trì được đúng đắn, mà chúng ta thọ trì được đúng đắn thì thế mới làm nền tảng cho định sanh, cho tuệ sanh. Và ngay khi đó, kính thưa quý vị, nó là một sự hỗ tương, nó qua lại với nhau. Bởi vì khi mà một chi mà gọi là chánh định trong bát chánh đạo, chánh niệm trong bát chánh đạo, hay là tinh tấn trong bát chánh đạo, hay là giới, đúng cái giới của giới quẩn, định của định quẩn, tuệ của tuệ quẩn, thì hầu như bát chi đạo còn bảy cái chi phần còn lại nó đều có sự phối hợp. Khi chúng ta trình bày chánh kiến, nếu gọi là hiểu biết một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ tư duy, chúng ta sẽ giữ giới chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, chánh nghiệp chánh mạng một cách đúng đắn, và chính nghĩ một cách đúng đắn như vậy thì mới nhờ cái sự tinh tấn, nhờ cái sự tập trung, và nhờ cái sự ghi nhớ của niệm một cách đúng đắn thì bảy cái chi phần còn lại nó sẽ phối hợp một cách thượng tùng. Và cũng vậy, thí dụ như khi mà chánh niệm khởi sanh lên, thì khi chánh niệm khởi sanh lên thì cũng có một sự hỗ tương của định trong đó, có sự hỗ tương của tinh tấn trong đó, có sự hỗ tương của giới trong đó, tức là chánh mạng, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng. Và chắc chắn rằng niệm có mặt thì nó làm nền tảng, nó làm một cơ sở để cho vững vàng chắc chắn cho chánh kiến hay là tự nguyện khởi sanh, đặc biệt nó mới nhiếp thâu được. Cho nên ba quẩn này, giới quẩn, định quẩn, tệ quẩn mới nhiếp thâu được bát chánh đạo, là nhiếp thâu một cách bài bản như vậy, kính thưa quý vị. Dạ. Khi chúng ta tu, chúng ta chỉ biết vào chúng ta tu, nhưng sự thiệt để mà chúng ta thành tựu trong cái việc tu đó là một chuyện khác. Cách đây cũng chừng
bốn hôm có một vị sư ở chùa, ông mới kể lại, ông mới nói hồi xưa con nhiệt huyết con tu lắm, con mong con thành cái này thành cái nọ, sao con thấy con đọc kinh con thấy tu thành tựu được thiền định hay tu thành tựu được đạo quả, mình phải cố gắng mình tu, con cố gắng con tu quá nhiều lắm mà tại sao con không thành tựu cái gì, thì bắt đầu con bị chán nản. Và tới bây giờ cái tâm tư đó con cũng nghĩ rằng là con cầu con tu con phải thành tựu cái này thành tựu cái kia, thì chúng tôi mới nói cho ông quý vị biết là sự thật ra sư mới bước vào tu, sư chỉ nghĩ rằng là cứ nhắm mắt mà tu mình sẽ thành được. Mình phải hiểu biết được cái việc tu của mình như thế nào, trong cái việc tu thiền quán của mình, trong cái việc sư trở thành một người xuất gia để có thời gian, để có nhiều cái điều kiện mà chúng ta tiến tu, đây là một điều tốt. Nhưng có một điều sư không trải qua một cái bước đầu của một cái chánh tri kiến. Nếu sư hiểu một cái chánh tri kiến, sư hiểu cái chánh kiến rồi thì sư tu sống cầu mong, sư không cần cầu mong phải mình phải đắc thánh đắc thiền gì cả, mà mình cứ tu đi, mình cứ giữ vững cái chánh niệm đi, mình cứ giữ vững chánh định đi, và chắc chắn rằng chúng ta như là góp nhặt các đá từ từ, chứ không phải là lúc nào chúng ta vào tu rồi chúng ta cũng sẽ thành tựu được liền. Cái điều này khó đâu, chắc chắn không bao giờ. Mà chính vì cái sự tầm cầu, cái sự ước mong của sư chừng nào đó thì nó lại là không thành tựu được nhiều chừng đó. Tại vì cái điều kiện á, sư nghĩ rằng á, chỉ có một điều kiện thôi là sư cố gắng, sư nghĩ rằng sư cố gắng sư tu chắc chắn là sư sẽ giác ngộ trong kiếp này, sư giải thoát sinh tử trong kiếp này, hay là cái hiện nghiệp nó có thể sanh như sư, hay cái sanh bốn nghiệp đó nữa, hoặc là không kiếp này thì cũng một kiếp sau là sư phải chứng đắc rồi. Thì cái điều đó nói cho sư nghe không có đơn giản như vậy nhé. Thì mới nói thôi thì ở trong kinh cũng nói nếu mà người mà có cái sự cố gắng tu tập ở trong 7 ngày chắc chắn chứng đắc thánh đạo thánh quả tứ thiền xứ, hoặc là không 7 ngày thì cũng 7 tuần, không 7 tuần thì cũng 7 năm. Thì chúng tôi mới nói sự thật ra để một cái tâm cái động lực mà nó duy trì cái chánh niệm tỉnh giác một cách xuyên suốt 7 ngày, cái đó là nguyện công tu tập từ tiền thân rất là lớn, bây giờ mới có một cái khả năng như thế. Tôi nói cho sư nghe như vậy đó, chứ phải tự động mình sẽ nhắm mắt rồi chứ sư nghĩ sư tu một ngày hai ngày ba ngày tới 7 ngày rồi sư tu đó sư có dừng lại để mà coi như là sư ăn sư ngủ sư nghỉ rồi sư sinh hoạt đi tới đi lui chút xíu sư gặp cảnh này cảnh nọ cũng bị, thì bao nhiêu đó nó cũng có sự xuyên suốt đâu. Ở đây tôi nói sư đóng cốc luôn, ngồi xếp bằng tại chỗ mà đi xuyên suốt cái chánh niệm tỉnh giác như vậy, nhưng sư nhớ chưa chắc, lúc đó cũng có những lúc mà nó xen kẽ nó phóng vật và phóng vật vào thì không có đủ khả năng, có đủ năng lực đâu. Bởi vì chúng ta nhiều khi chúng ta còn cái sự sinh hoạt, còn cái sự bài tiết của thân này, của tấm thân ngũ uẩn này, nó khát rồi nó đói rồi nó bài tiết của tiểu tiện đại tiện vân vân, thì bao nhiêu đó nó cũng là một sự cản trở, nó cũng làm cho cái chủ dài của niệm định nó cũng phải dừng lại. Hay hoặc là nếu sư nói là sư ghi nhớ một cách liên tục thì với cái chưa đủ phước ấy, thì nó không có thể vận hành được. Thì khi trả lời như vậy thì không hổ gì chứ, ủa vậy thì nó cần phải có một cái tỏ ra chẳng những phải nhiều công phu tu tập, nhiều công phu hiểu biết kìa, chứ không phải tự nhiên tu nhất kiếp là ngộ nhất thời, hoặc là thọt nhiên ngộ đạo, không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó, mà phải tu tập nó bài bản, đi theo cái đạo đế này, hay cái bát chi đạo này, hay là thánh đạo tám ngàn này, và nó được nhiếp thu bởi ba uẩn này, tức là giới uẩn, định uẩn và tệ uẩn này, một cách vững chắc, một cách đúng đắn như thế. Thì cái thưa quý vị, nói như vậy để làm gì? Để cho chúng ta biết cái sự tu tập bát chánh đạo không phải là một vấn đề đơn giản. Thì bây giờ chúng ta cũng không có cần thiết phải làm cái chuyện gì mà nó cho nó là một cái điều mà nó lớn lao tốt đẹp, mà chúng ta giữ vững cái sự tu tập của chính mình,
giữ vững cái sự tu tập của chính mình là qua cái gì? Bây giờ chúng ta cứ xem như mình cứ tập mà từ từ, cứ từng bước chúng ta tập gieo cái duyên chánh tri kiến, gieo cái duyên của hiểu biết đúng, suy nghĩ đúng. Chúng ta tập thực hành một cái đời sống chánh ngữ, tập một cái đời sống chánh mạng, tập cái đời sống chánh nghiệp. Chúng ta tập một đời sống phải tu, phải có cái sự tinh tờ cần tu, phải có một cái sự tập trung, cái sự ghi nhớ, thì cái tâm mình nó khắng khích, tâm mình nó dạy cho cái miệng của mình, nó dạy cho cái thân của mình, thì từ từ chúng ta sẽ thích nghi được. Và khi nó dạy từ từ thích nghi thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó được tồn tại. Cái sự tu tập này nó phải như một cái vật lý. Người ta trồng một cái cây, người ta bơm thuốc vô thật là nhiều, nghĩa là cái cây đó nó sẽ mau ra trái, ra quả. Nhưng kính thưa quý vị, không bao giờ được. Khi mà bơm thuốc vào, bơm quá tải thì cây nó chết luôn. Thì ở đây, nếu mà tu á, chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta phải thành tựu một cái kết quả nhanh liền á, thì chúng ta bị chết ngợp. Bị chết ngợp là sao? Và nhiều vị hoàng tục ra thì cũng nghĩ rằng buổi đầu tiên nghĩ rằng mình có thể sẽ đạt được những cái pháp thượng nhân như thế này, mà sẽ đạt được cái pháp thánh như thế kia, cho nên họ cố gắng, họ tu tập, họ luyện, họ trì như thế này, họ làm như thế nọ, nhưng cuối cùng chờ hoài mà không thấy. Rồi chẳng những như vậy, rồi cái sự cố gắng nó không cập nhật, nó không có sống một cách tức là tốt đẹp, mà thế là họ bị rơi vào cái gì, cái sức khỏe nó bệnh hoạn, không thấy kết quả gì của sự tu tập, cái lợi ích thiết thực, mà trước nhất bắt đầu thấy bệnh, bắt đầu bệnh khớp, bệnh bao tử, hoặc bệnh gan, bệnh phổi này, tất cả mọi thứ, và nó sản sinh ra, bắt đầu lúc đó cái tâm nó chán nản, cái tâm nó giả dự, và cái tâm nó thất vọng, buồn chán, không dễ dàng đâu. Dạ. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, khi chúng ta có một sự vững bước vững tâm trên tinh thần của thánh đạo trong ngành, thì chúng ta mới tiến tu được. Chúng ta mới tiến tu của cái gì? Tiến tu đến cái chánh niệm hay là cái chánh tinh tấn. Thì như chánh định, chúng ta biết là định đã nói rồi, ekakata tức là nhất hành, tức là tâm tập trung vào một chỗ, mà chúng ta tu tập nó dài lâu, nó bền bỉ. Ở đây lại phân tích một điều mà chúng ta rất là tuyệt vời, nói rằng bốn niệm xứ này là định tướng để khởi sanh, là cơ sở của định. Đó theo sớ giải đó, đúng là theo sớ giải của chữ Smatinipata đó, tức là nền tảng. Cái nghĩa của Smatinipata tức là cái định tướng này, nó là một nền tảng chứ không phải là một sự biểu hiện tướng của định. Chúng ta cũng nhớ như vậy. Và như hồi nãy sư phụ Tỳ Siêu dẫn á, nó là tư cụ. Thứ nhất là gì? Định nó là cái tư cụ, là định tướng hay là tư cụ, hay là định của sự tu tập. Cái chỗ này nãy sư phụ Tỳ Siêu nhắc rất là nhiều và rõ ràng, chỗ này chúng ta nhớ. Thì ni sư hỏi ra thế nào là định, thế nào là định tướng, thế nào là định tư cụ, và thế nào là định tu tập. Giả Visakha hỏi như vậy, và ni sư Visakha đã đáp một cách rõ ràng. Nhất tâm là định, đúng vậy, ekakata tức là một cái trạng thái nhất tâm. Nhất tâm. Và bốn niệm xứ đây, thì chúng ta biết bốn niệm xứ và định nó có một sự tương quan, nó có một cái sự hỗ tương. Khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ, đành rằng tứ niệm xứ là niệm ở trong, lấy cái chi phần là tuệ làm gốc, nhưng nó cũng phải được cái sự hỗ trợ. Còn tu tập về thiền chỉ á, thì nó là sự tương quan, tức là lấy cái định làm gốc, thì sự tương quan đó nó cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Nó, chúng tôi muốn nói quan trọng ở đây tức là quan trọng cái gì? Nó phải có ở trong niệm. Chúng ta
ta đang tu tập niệm thì cũng phải có cái định hỗ trợ trên bốn niệm xứ này, hay là chúng ta nó là một định tướng, xin lỗi, cái bốn niệm xứ đúng rồi, đúng, bốn niệm xứ là một định tướng, hay nó là một cái tứ cụ để cho nó hỗ trợ cho cái sự tu tập của mình. Nếu như sự tu tập đó, sự tu tập bát chánh đạo này mà không có tư cụ của bốn niệm xứ thì không thể nào mà thành tựu được. Cho nên ở đây được giải thích rõ ràng đó, tức là cái gì? Định tư cụ, tức nói về cái sự tinh cần. Mà bốn niệm xứ thì là một định tướng, và sự luyện tập hay cái sự tu tập chính xác định rõ, tức là sự tu tập về định, đó chính là định. Một sự tinh cần đó chính là tư cụ yêu cầu phải có. Và bốn niệm xứ này là một định hướng để cho định khởi sanh lên. Chính vì vậy khi vị hành giả tu tập có một cái sự tương quan giữa cái hồi nãy mà chúng ta được nghe được trình bày đó, mà tôi lặng đã có giải thích đó, tức là khi cái chỉ quán đó, cái sự tu tập của chỉ quán một cách liên tục, mà chúng ta phải có một cái sự hiểu biết một cách rõ ràng, chúng ta mới nhớ được, chúng ta mới nắm bắt được cái nào cái chỉ trước, cái nào quán sau, cái nào quán trước chỉ sau, vân vân. Cho nên trên tinh thần của kinh văn á, thì chúng ta phải hiểu rõ cái nào nó thuộc về định tướng, cái nào thuộc định tướng cũ, cái nào thuộc về định tu tập. Thì cái định tướng ở đây thì xác định rõ, tức là bốn niệm xứ, tức là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ này là hỗ trợ để cho hỗ trợ cho định. Hay ngược lại, khi niệm khởi sanh lên, ở trong đó phải có sát na định mới chứng đắc được thánh đạo thánh quả. Chứ còn nếu như mà chúng ta tu tập, chúng ta nói rằng niệm là chỉ niệm duy nhất, không phải có định, dầu cho không nhiều thì cũng phải có được cái định nó phối hợp, và chúng ta mới thành tựu thánh đạo thánh quả. Cho nên cái sự tu tập, mà cái sự luyện tập những cái pháp đó ở đây được gọi là định. Nó phối hợp nhiều điều, nhiều các chi phần hay là các yếu tố phụ thuộc đó xác định rồi, đó chính là định được tu tập ở đây. Khi mà thành tựu được cái gì? Khi mà thành tựu được cái định tướng, khi thành tựu được cái định tư cụ, thì ở đó chính là các cái pháp đó, những cái pháp đó gọi là định tu tập. Cái này rất là hay, là định tu tập. Thì đó, thì đấy chính là cứ như là Ni Sư Tham An Anh đã xác định rõ cho chúng ta thấy cái quá trình tu tập, cái sự liên quan giữa cái chỉ quán hay giữa sự liên quan giữa cái ekakata, cái sự tu tập, cái định nó xảy ra là như thế, không thể thay đổi được. Ở trong cuộc đời này, cái sự thiên hướng tu tập đó, do một số người ta không biết, người ta cứ tu, người ta cứ đi tu, người ta tìm cái hình tướng này, tìm cái hình tướng nọ, hay chúng ta người ta cứ nghĩ rằng người ta cứ ngồi người ta niệm Phật. Bởi vì người ta niệm Phật, ở đây chúng ta nhớ định mà gọi là chấm chánh định, để là sự sát trừ, sự chấm dứt phiền não sanh tử khổ đau kìa. Chứ còn cái định cũng là cái định, nhưng điều mà định chưa chắc gọi là chánh định đâu, hay là cái định đó nó chưa đủ khả năng để học trong bát chỉ đạo, học trong đại thiện siêu thế để sát trừ phiền não, cũng là cái định, nhưng điều mà cái định nó chưa chắc là cái định thuộc về chánh định ở trong bát chỉ đạo. Bây giờ người ta ví dụ như người ta lần chuỗi thì cũng có định đấy chứ, người ta lần chuỗi cũng có định, nhưng cái tâm của người ta hướng tâm như thế nào để người ta giữ gìn cái tâm định của mình, hay người ta nhìn cái chuỗi thì nó không có trong 40 đề mục, chẳng hạn như bây giờ người ta niệm về đất nước lửa gió, hay người ta niệm Phật niệm pháp niệm trí niệm trí niệm giới, không? Thì khi người ta niệm như vậy, chúng ta nói về niệm Phật, thì có một lần có một người hỏi về
danh niệm, niệm Phật thì người ta niệm Phật nào cũng được. Thì nghĩ sao người ta niệm, tâm của người ta định. Chứ bây giờ mình nghĩ rằng đó là bởi người ta không biết, người ta không biết cái phải niệm, cái niệm Phật như thế nào. Niệm Phật ở đây là niệm Phật như thế nào, tức là Đức Thế Tôn Phật, A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác, thiện thể, thế gian giải, điều ngự, trưởng phu, tiên nhân sư, Phật Đạt, Thiết Tôn, tức là những hồng danh của Phật á, hồng danh Phật, những mẫu cúng đó. Thì những cái hồng danh đó nếu mà ta không biết thì niệm Phật cái đó nó cũng được để đưa đến cái định. Mà người ta niệm một cái khác, người ta cho là đúng sai gì không biết, nhưng điều mà nó cũng là cái niệm về cái định, những điều nó đưa được hay không. Kính thưa quý vị, chúng tôi mới nói với họ đó thôi. Có một số giáo lý bên Thiên Chúa đó, họ dùng cái định đó, họ cũng dùng cái coi như là một cái sự suy niệm, suy tưởng, niệm tưởng đến hồng ân của Chúa, cái niệm tưởng đến Đức Chúa Mẹ, Đức Chúa Cha, như vậy thì họ cứ niệm tưởng như vậy, thì như vậy nó gọi là định không? Nếu như vậy thì họ coi như là họ tu chứng được không? Chứ kính thưa quý vị, ở đây nó phải niệm cái gì nó cũng phải đúng đắn, nó phải đúng với cái giá trị của niệm Phật. Niệm pháp, niệm thiết, niệm thiên, niệm giới cũng như thế, chứ không phải cái gì cũng vậy. Thí dụ về cục đất cái mình thí dụ như là mình thí dụ giờ người ta hỏi bây giờ tôi không biết gì trên cục đá đó, tôi quỳ tôi lại tôi coi đây là ông Phật, bởi vì ông Phật thì cũng giờ cũng làm bằng bê tông khúc sắt như đá cát, chứ có cái chuyện gì đâu. Chúng ta không thể nói như vậy. Đá cát là khác, cục đá là khác, cục đá là cục đá. Còn một cái tượng, một cái hình tượng Phật thì nó cũng là cái tượng đá đó, nó là đá được, nhưng đã được ấn định, đã được xác định, đã được chế tạo và đã được xác định, đã được chú nguyện, nó xem như là một cái bảo vật thiêng liêng, thì tự nhiên nó có một tinh thần khác. Bây giờ một cái bức tranh thì là sơn với giấy có gì, hay sơn với vải chứ có chuyện gì. Nhưng cái người đó, người ta sơn lên, người ta có chủ ý, có chủ đề, thì cái người hiểu biết được hội họa thì người ta nhìn vào đó, người ta nghe, người ta biết. Nhạc cũng vậy, cũng là tiếng nhạc, nghe hát lên, tiếng trống đánh lên, tiếng đàn khải lên. Nhưng cái người học nhạc lý, cái người học nhạc điệu, cái người học trống, cái người học kèn, thì tự nhiên người ta thổi lên, nghe người ta hét lên, người ta đánh trống lên, người ta đàn lên, thì biết nó điệu tông nó như thế nào, hiểu biết được cái tông, cái cách nó như thế nào, đó mới là một vấn đề. Thì cũng như thế, cái sự hiện hữu, cái sự tu tập của người đệ tử Phật nó phải đúng đắn, chứ không phải là chúng ta muốn cái nào cũng là cái định, cái nào cũng là cái niệm, nó phải vậy. À, bây giờ tôi cũng niệm Phật, tôi cũng niệm như thế này, niệm như thế kia. Thì kính thưa quý vị, đây cũng chính là cái duyên của tử sinh của mỗi con người, trong cái duyên của chánh đạo, chánh pháp của mỗi con người mà tu tập thôi, chứ không thể nói. Và nói đến cái điều cái sự hiện hữu của tất cả chúng sinh, nó xuyên qua ba hành, tức là thân hành, khẩu hành, hay là tâm hành, hay là ý hành đó. Và nãy sư phụ Tỳ Siêu nói, tức là xài cái chữ tâm hành đó. Thì cái chữ tâm hành đó thì chúng ta biết là thân hành là hiểu rồi, phải có thân này nó mới có cái gì, nó có cái nhĩ căn, nó có cái tỷ căn, thiệt căn, nó có cái thân căn và ý căn. Nói chung là trong cái căn này thì nó dựa trên cái thân hành đó. Mà ở đây cái thân hành để chúng ta mới thở ra được, chúng ta mới thở ra, thở vô được. Chứ nếu như không có thân hành thì cũng không có hơi thở xuất hiện. Cho nên cái thân hành này là một vấn đề, nó phải có. Và ở đây cũng chính là cái vai trò mật thiết ở trong tứ niệm xứ, có cái thân quán niệm xứ. Cho nên một người mà chứng đắc thánh đạo thánh quả, sơ đạo sơ quả, người đó phải là người ở cõi dục, ở cõi sắc, không thể nào ở cõi vô sắc được. Người cõi vô sắc, người cõi vô tưởng không thể chứng
sơ đạo sơ quả. Lý do họ không có sắc, và vô tưởng thì không có, tưởng, không có tâm. Một cách rõ ràng như vậy thì cũng vậy, cái thân hành, tức ở trong tính niệm xứ thì chúng ta nhớ là thân, thân quán niệm xứ. Mà chính có cái thân quán niệm xứ đó, vì hành giả mới tu tập được, vì hành giả mới đặt cái hơi thở niệm, đặt niệm trên hơi thở của thân quán, mới thở ra thở vô, biết mình ra thở ra thở vô dài hay là ngắn. Và cái chính cái thân hành này nó có mặt là do cái hơi thở ra vào, thì cũng dường như thế, khẩu hành này đây chính là tâm tứ. Và tâm tứ lấy cái gì nó là ở đây hỏi gì, thở ra thở vô. Còn khẩu hành, khẩu hành vì sao, thì cái khẩu hành đó chính chúng ta thấy ở đây nói cái gì, xác định rõ, nói cái lời nói. Nếu như cái lời nói mà nó không có không có tầm, không có tứ, hướng đến, tìm kiếm về hướng đến, thì không thể nói ra. Bởi cái người câm thì chúng ta biết là cái khẩu hành họ không có, phải nói mới được. Là chỉ nghe cái âm thanh vậy thôi, nhưng họ không có thể gọi là khẩu biểu tri được, khẩu không thể biểu tri được. Và chính vì biểu tri như vậy thì chúng ta thấy đây là một điều đặc biệt hết sức là quan trọng. Nếu như con người, người câm á, thì ho dọt cái do cái nghiệp của chính họ rồi, họ không thể nói được. Còn quý vị biết cái ông gì mà ông làm mà người ta nói ông tưởng đâu là coi như là người câm biết nói không, cách nào đó làm cái bữa đó cái gì chỗ Hoàng Yên ông chữa bệnh ở cái đề thân xác gì, có thể cái chân bị có thể đi được gì chút xíu gì, nhưng điều mà ông nói chữa câm chữa điếc là cái này phải xét lại, không có. Nghe một cái phản ứng, những điều một chục người nào mà chữa về rồi thì còn đâu có nói được đâu. Chúng tôi có một người đệ tử câm cũng nghe đi, cơ như là rồi đi tìm tới ông chữa xong về giờ nó cũng vẫn câm bình thường. Mà chúng tôi khuyên nó rồi, những điều mà nó hy vọng, tôi nói đi tới đó nó tốn tiền, đi tới đó là phải đành rằng chữa trị không có tốn tiền. Điều mà cái điều kiện mà đi tới để chữa trị thì nó rất là tốn, chứ nó đừng có đi, cứ không bao giờ mà không thể nói được mà nó hy vọng. Nó đi cái nó còn quay mấy cái YouTube ngắn ngắn video clip về, nó gửi về nó cũng la nó cứ một bơ vậy rồi. Nhưng điều mà rồi nó về bây giờ nó cũng nghe cái gì, đâu có nói được. Bởi vì kính thưa quý vị, cái khẩu hành của nó không có. Tức là khẩu biểu tri của nó không có được, không có được rồi, không có được hiện khởi rõ ràng. Và cũng như thế, kính thưa quý vị, nói rằng tưởng và thọ và là tâm sở, cái pháp này nó và tâm nó thuộc về cái tâm hành. Thì nếu như chúng ta tu á, thì chúng ta mới hiểu biết, chúng ta mới phân tích được tại sao mà cái tưởng, cái tư hay là cái thọ và cái tưởng hay là cảm giác và nhận thức á, nó thuộc về cái nó thuộc về tâm. Chúng ta nhớ gọi là tâm sở, tức là tưởng và thọ thuộc về tâm sở. Tức là gì? Xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tích ý. Xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tích ý. Bảy chi phần ở trong tâm sở đó, hay là cái thọ tưởng này nó phối hợp trong tất cả tâm, chúng ta gọi là bảy sổ biến hành đó. Xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tích ý đó. Và nó phối hợp rồi mới tầm tứ tác giải cần sử dụng, tức là 13 sở hữu tợ thai. Nhưng bảy cái phần này nó phủ khắp tất cả các tâm, phủ khắp tất cả các tâm. Phải có cái gì? Phải có tưởng, phải có thọ. Và nếu có tưởng có thọ như vậy thì đó thuộc về cái tâm hành, nó mới
nó mới là một hỗ trợ, nó là một cái hỗ tương mà tâm sanh khởi. Và như thế thì vị ấy mới tu tập, vị ấy mới thành tựu được. Cho nên ở đây cái sự hiện hữu của cái thân trong cái nhìn của thiền giả đó, sự hiện hữu của thân tâm trong cái nhìn của thiền giả, tức là trong của thiền giả, tức cái người tu thiền đó, cái vị hành giả đó phải có cái nhìn rộng khắp. Tại sao cái thân này để làm gì, cái miệng này để làm gì, và cái tâm này để làm gì? Cái thân này để cái gì? Để chúng ta thở ra thở vào. À, cái miệng này để chúng ta tầm tứ, hay chúng ta nói những cái lời đúng đắn. Và cái ý hành này tức là chúng ta, cái tưởng, cái thọ của chúng ta phải có sự kiểm soát, chúng ta phải có một sự tu tập, phải có một sự chính chắn, thì chắc chắn rằng mới được tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không có một cái sự chuẩn xác, chúng ta không có một sự kiểm soát, thì chúng ta không có một sự tu tập, thì thời nó rất là uổng và nó rất là nguy hiểm. Cũng như là cái người mà ta bị khuyết tật về tai, về mắt, về miệng, không thể nói, không thể nghe, thì đó là cái cản trở rất là lớn ở trong cái sự tiến tu. Mà khi chúng ta đã được đầy đủ thì cái thứ việc đó chính là cần thiết cho chúng ta phải tiến tu trong cuộc đời này. Và cái sự tu tập này của mọi vị hành giả, nó đòi hỏi tất cả chúng ta phải có một cái nhìn. Cái thân, cái tâm này nó hiện khởi lên, nó có một sự hỗ tương, có sự tựa nương. Chính vì có thân này mới làm được các thiện sự, và cái chính tâm này mới khởi sanh lên niềm tin, các cái thiện tâm, và từ chỗ đó chúng ta mới tiến tu được, thành tựu được nhiều cái đạo quả, nhiều cái kết quả, mà nhiều cái quả vị tốt đẹp ở trong cuộc đời của mình, trong cái sự tiến tu của mình. Cho nên vì vậy ở đây Ni Sư Tham Ananda đã trả lời cho hiền giả Visakha một cách đầy đủ, và không có thể nói rằng từ cái chỗ mà từ thánh đạo 8000 rồi cho tới cái định, cái niệm nó phân biệt được rõ ràng, và cho tới dạy cho người, cho Visakha biết được thế nào là thân hành, khẩu hành, kaya ucharita, uchi ucharita và citta ucharita. Kaya sankhara, uchi sankhara và citta sankhara. Thì ở đây chính là để nói cho tất cả hiểu biết rằng thân tâm này là sự hiện hữu, là sự hữu vi mà chúng ta cần thiết phải có sự tu tập để thành tựu cái quả vị vô vi, cái quả vị an lạc, niết bàn, cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau là như vậy. Kính bạch quý ngài, kính thưa tổng chủ, vì xin có được điều trình bày như vậy chắc chắn cần cái sự hỗ trợ, cần cái sự trình bày thảo luận của chư tăng để bài học hôm nay được sáng ngời và được viên mãn ý nghĩa đầy đủ hơn. Và chúng con xin kính nhất thời thì pháp nơi đây, nếu có điều chia sẻ tới tín ngưỡng, mong chư tăng cùng đại chúng quan hỷ kính dân phẩm là lên trời đức tứ đại tiên vương, các vị chư thần chư tiên ở tại chùa Quảng Nghiêm, cũng nhờ các chùa và các ở nơi nhà của quý vị, và xin nguyện đến các vị chư thiên chư thần ở bên A Tu La nhà quý tại nơi đây, mong tất cả được an lạc, được thắng quá. Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tham Mai, nam mô Sơn Khải. Cái chân chư tọa tuyệt quyền, bạch chư tọa tuyệt siêu, thượng tọa có ở trước máy và có nghe được không? Nếu chư tọa tuyệt siêu nghe được, kính trình chư tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Ông già. Thượng tọa Tuệ Siêu không có ở trước máy. Thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi Thượng tọa Tuệ Siêu trở lại, có lẽ là chúng tôi xin được nói một ít tóm lược là những gì Thượng tọa Tuệ Nguyện giảng, bởi vì
Bài học ngày hôm nay chúng ta rất là cần để có một cái khái niệm toàn bộ câu chuyện, rồi chúng ta mới có thể đào sâu vào trong ý nghĩa được. Như chúng tôi có đề cập là có những pháp mà mình nghe như là một sự trùng lặp, nhưng mà ở trên thực tế đó thì có một sự khác biệt rất lớn. Bát chánh đạo là tám chi phần, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh người, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là bát chánh đạo. Nếu kể vào bát chi đạo hay là kể trên phương diện pháp học đó, thì chúng ta nêu chánh kiến, chánh tư duy đầu. Nhưng mà trên phương diện pháp hành đó, thì ba cái chi phần ở giữa là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nằm ở trong giới Phật. Chánh trình tấn, chánh niệm, chánh định là nằm ở trong định Phật. Và chánh kiến, chánh tư duy nằm ở phần sau cùng là tuệ Phật. Đây là sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành. Trên phương diện thực hành là chúng ta đi theo cái trình tự của giới định tuệ. Và trên phương diện pháp học thì phương diện lý thuyết thì chánh kiến, chánh tư duy lại nói đầu. Và khi mà Thánh Ni Thamadin nêu lên tám chi phần thì Nam Visakha đã hỏi rằng tám chi phần được ở đây dùng cái chữ thâu nhiếp á, dạ thâu nhiếp, chữ thâu nhiếp ở đây là Sanghahito. Sanghahito tức là nói là ở đây chữ này cũng hơi khó dịch, gọi là được thu gọn, được thu gọn ở trong tám chi phần, thu gọn ở trong bát chánh, hay là bát chánh thu gọn ở trong ba chi phần, tức là tam học và bát chánh. Thì cái nào thu gọn nào thì Ni sư nói rằng tám chi đạo được thu gọn ở trong tam học, và được thu tóm trong tam học. Ở đây dùng chữ thu nhiếp. Quý vị nhớ chữ cái chữ sanh cái hít tác có nghĩa là được tóm gọn, được thu gọn. Ở đây dịch chữ thu nhiếp chúng ta dễ hiểu lầm, nhưng mà ở đây là trong một cách nói. Và ví dụ chánh kiến, chánh tư duy nằm ở trong tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nằm ở trong giới, chánh tinh tấn, chánh niệm nằm ở trong định. Thì chúng ta phải hiểu rõ phần này là như vậy. Bây giờ thưa quý vị, cái này nó giống như chơi chữ, nhưng mà thật ra không phải là chơi chữ, mà là một cái việc rất là quan trọng. Đó là chữ Samadhi, giới, định và tuệ. Và giới, định và tuệ, cái phần thứ hai phần định là Samadhi. Thì thưa quý vị, đối với một hành giả đó mà bước vào cuộc tu tập thì chính là sự tu tập về định. Còn giới đó là cái điều kiện tiên khởi. Điều kiện tiên khởi tức là không làm các cái ác nghiệp. Cái ác nghiệp có ba là không nói lời tà ngữ, không hành động tà nghiệp, và không nuôi mạng một cách bất chánh, tức là bằng tà mạng. Ba điều đó là từ bỏ. Nhưng mà khi nó không làm những điều đó đó thì nó chưa đi đến đâu hết. Bởi vì cụ thể là tu tập Samadhi. Vì nào mà qua bên Thái Lan đó thì vì đó thường nghe Chư Tăng dùng chữ Samadhi thì chúng ta thường nghe nó là tu tập. Nghe nó tu tập, nhưng mà kỳ thật đó là ở tại Thái Lan
chư tăng thường dùng chữ samadhi. Samadhi được hiểu là sự huân tu nội tại và huân tu nội tâm của mình. Cái sự tu tập mà gọi là có chiều sâu chính thức là sự tu tập nội tâm. Lấy ví dụ hàng ngày mình tụng kinh, mình bố thí, mình nghe pháp á, thì cái đó nó chỉ là ngoài da. Nhưng mà khi lúc nào mà mình tu tập mà mình chuyển hóa nội tại của mình, chuyển hóa nội tâm của mình, thì lúc đó mới thật sự là samadhi, là tu. Thì một trong những cái điểm mà tạo nên samadhi đó là cái khả năng tập trung. Dạ, khả năng tập trung, cái này là cái quan trọng đó, bởi vì nó mới gọi là định, gọi là định học. Quý vị nhớ chữ định học này đó là một chữ rất là rộng, samadhi chữ định rất là rộng. Nếu một người mà tụng kinh chút rồi ra bên ngoài quét sân chút rồi ra bên ngoài thuyết pháp, tụng kinh hết việc này tới buồn việc kia đó, thì cái đó không có samadhi. Dạ, tại vì sao vậy? Ở đó đó nó có một cái tính cách là làm việc này bỏ việc kia, rồi chạy qua việc kia làm việc đó, thì nhìn ở bên ngoài loáng thoáng thì cũng tốt đó. Dạ, chứ không phải không tốt. Nhưng mà cái làm đó đó nó có tính cách là đổi cảnh thường xuyên để mà thỏa mãn cái thói quen. Dạ, thỏa mãn thói quen chứ không có, nó không có chất gọi là định. Chúng tôi lấy một ví dụ như là một lúc nào đó mà mình muốn học cái gì đó, như bây giờ mình tự nhiên mình muốn học học làm web, website, hay là chúng ta muốn học tiếng Anh, hay học tiếng Phạn, hay học tiếng Pháp, thì để mà học có chiều sâu là gì? Là phải bỏ nhiều thời giờ và phải tập trung. Và quý vị quan tỉ chờ chúng tôi một chút nhé. Hello. Okay, I'm fine. Do you have any emergency? Because I'm in the middle of something now. Can you call me back? Thank you. Thì thưa quý vị, chữ định ở tại đây không nên chỉ đơn thuần là định ở trong tầm tứ di đặc định, mà định ở đây đó, đó là một cái sự chuyên chú phát triển nội tại và sự chuyên chú tu tập nội tâm, gọi là định. Thì trong cái sự tu tập nội tâm á, cái tính cách tập trung rất là quan trọng. Quý vị nào học thắng pháp hay học phản ngữ mà học theo kiểu tài tử thôi, học tài tử tức là bữa nào mà nghe giảng tới đâu hay tới đó, thì thật ra nó không đi về đâu hết, nó không đi về đâu hết. Mà muốn học gọi là có được kết quả thì phải có sự tập trung. Mình coi bài trước, rồi nghe bài giảng, rồi chuẩn bị cho bài sau, rồi bỏ nhiều thời gian tập trung thì nó mới có kết quả. Dạ, yeah, nó gọi là samadhi. Lấy ví dụ là một vị thầy bên Bắc Tông, đa số quý thầy Bắc Tông mà tụng kinh hay á, tại vì sao? Tại vì quý thầy ưa tụng kinh, thích tụng kinh, và thậm chí có những vị một buổi sáng nào cũng tụng kinh, công phu mà không tụng không được, tụng thường thì hay thôi. Còn có nhiều vị sư bên Nam Tông á, sống cả đời tụng kinh gọi là tụng tạm thôi, thuộc kinh đó nhưng mà tụng không hay. Tại vì sao? Tại vì đa số chư tăng Nam Tông lại không có hảo lắm về vấn đề tụng kinh. Nhưng mà quý vị thấy rằng dù là tụng kinh, dù là nói pháp, dù là học phản ngữ, dù là học thắng pháp, làm cái gì cũng về hết á, là mình phải có đầu tư thì giờ tâm trí, có tập chú thì nó mới khá được. Thì cái đó gọi là samadhi. Riêng về đời sống nội tâm gọi là định học, gọi là định quẩn tăng trưởng. Thì cái định quẩn nghĩa là mình phải bỏ thì giờ tập chú vào việc đó. Và cái định ở trong tam học thì nó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ở đây người gọi là nhất tâm là định, tức là sự đúng gì là sự tập trung là định. Tập trung là định tức là học thắng pháp thì chuyện đó ngày hôm nay học, mai học, bốn học, lúc nào học đó, gọi là nhất tâm. Thì bây giờ mình niệm hơi thở ra vào,
chúng ta nhớ một điều rằng chúng ta chỉ ngồi xuống niệm trong 5 phút rồi thôi đó, thì cái kết quả khác. Nhưng mà hơi thở đó là cái gì rất là bền bỉ, từ ngày này qua ngày khác, từ buổi này qua thứ là niệm hơi thở. Niệm càng lâu thì chúng ta sẽ thấy nó có giá trị khác, cũng như đời sống mình. Bây giờ mình học nấu ăn hay là học trồng cây mà mình làm lần rồi bỏ xó đó, thì thật ra nó không có đạt đến cảnh giới ảo diệu đâu. Mà cái chuyện đó mình làm đi làm lại cho đến thành thạo. Và trong sự thành thạo đó nhiều lần đó, thì nó sẽ tạo ra một cái chúng ta gọi cái định lực. Và cái tác động của định lực, thành ra nhất tâm là định. Bốn niệm xứ là định tướng. Bốn niệm xứ ở trong sớ giải là cái cơ sở. Bốn niệm xứ là gì? Là sự tỉnh táo, giác sát, ghi nhận. Cái niệm là gì? Niệm là chúng tôi nói niệm nó bao gồm hai cái yếu tính là tỉnh giác, awake, và bén nhạy ghi nhận là aware, là chúng ta biết. Ghi nhận, tỉnh táo ghi nhận, đó là niệm. Thì cái đặc tính của niệm á, là cái tâm không có mùi được. Đặc tính của niệm á, là tâm bén nhạy với cái gì đang xảy ra ở thân tâm của mình. Cái đó lại là một cái định tướng. Một người mà tu tập mà không có bén nhạy với mình, hay quên trước quên sau, mình cũng tu đó, nhưng mà mình quên trước quên sau, không có rõ ràng, không có đem cái sự chú ý trở về thân tâm của mình, thì cái đó là chúng ta mất đi cái định tướng. Bốn tinh cần là định tư cụ. Định tư cụ ở đây đó là trong sự bén nhạy đó có cái khả năng để phân biệt, đây là thiện pháp, đây là bất thiện pháp. Làm sao cho bất thiện pháp đã sanh được diệt, bị diệt, chưa sanh đừng sanh, làm sao cho thiện pháp đã sanh rồi được tồn tại, và thiện pháp chưa sanh được sanh khởi. Cái đó gọi là định tư cụ. Những điều này nó rất là quan trọng, rất là lợi lạc trong pháp hành mà chúng ta phải hiểu. Và ở đây ni sư nói một cách rất là cô độc, nhưng mà chúng ta hiểu rõ đó là khi mà nói giới quẩn, định quẩn và tuệ quẩn, thì chữ định đó là nói chung, là bao gồm cả chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và chữ định đó nói chung là sự tu tập đời sống nội tâm. Cái chữ định đó bao gồm là một sự tập chú, tức là như chúng tôi nói, mình học thắng pháp mình phải tập chú, học Bali phải học tánh chú, phải tập chú. Thì ở đây tập chú nó mang tới cái tổng quát bên ngoài là thời gian đó mình để tâm vào việc đó. Nhưng mà cái chánh định mà ở trong chánh tinh tấn á, thì chánh định đó là nhất tâm, niệm hơi thở. Niệm hơi thở, mô biết mô, ra biết ra. Mà không phải một hơi thở, mà trong nhiều hơi thở. Không phải một giờ, một phút, mà nhiều phút. Không phải một ngày, mà nhiều ngày, này ngày đó qua ngày khác. Cái đó gọi là nhất tâm. Thì thưa quý vị, bây giờ đó, chúng ta lại nói một cách tóm tắt sang kỹ nghĩa thứ ba trước khi Chư Tăng trở lại phần thảo luận. Cái này chúng ta nên để ý là cái thế giới mà một vị hành giả, một vị thiền giả, chúng ta dùng chữ thiền giả, cái thế giới được nhận thức đó gọi là thế giới của các hành. Tại vì sao vậy? Chúng ta sống ở trong thế giới của hữu vi pháp. Chữ hữu vi hay pháp hành đó có nghĩa là những cái hiện tượng của cuộc sống. Hiện tượng ở đây là sự tập hợp do nhiều nhân nhiều duyên. Nhưng mà nếu chúng ta, một người tu tập đó, mình nhìn thế giới này, chuyện bầu cử tổng thống, chuyện ông Trump, chuyện kinh tế, chuyện các ngôi sao này, các hành tinh kia, thì chúng ta nghĩ thế giới này. Nhưng mà chúng ta không có nhìn qua cái tập chú của một hành giả. Mà hành giả nhìn hiện tượng pháp hữu vi ở đâu? Ở chính bản thân của mình. Cái này cái quan trọng là chúng ta cũng nhìn Sankhara, nhưng mà Sankhara không phải là thế sự, Sankhara không phải là chuyện trên trời dưới đất, chuyện thiên hạ sự, mà Sankhara ở đây là chuyện bản thân. Thì bản thân của mình nó Sankhara rất là có gì? Đó là thân hành, khẩu hành và ý hành. Khi mà mình nhìn vào cái nhìn của thiền giả đó, thì điều quan trọng là chúng ta phải nắm bắt. Chúng ta phải nắm bắt. Cái chuyện nắm bắt được nó rất là quan trọng.
Chúng tôi nói ví dụ này ra mà vị nào ở miền quê đó thì các vị mới mới quen với việc này là hồi nhỏ chúng tôi về thường thường xuyên khi đi câu cá đó, và cũng nghe ông ngoại nói, mà chúng tôi thường thường xuyên cũng không phải giỏi câu cá lắm, nhưng mà người ta nói rằng người ta thấy một cái sóng nước, người ta thấy cái cách lội, người ta biết ồ đó là cá rô hay là cá lóc, bằng chỉ gần nước thôi, hay là cá nó hớp nước thì người ta nhìn thấy thấy biết được, tại vì nắm được cái tướng của nó. Dạ, nắm cái tướng, cái này là cái quan trọng. Chúng ta không thể một lần mà chúng ta nắm được tất cả, nhưng mà qua một vài sự biểu hiện đó thì chúng ta nắm được cái tướng. Ví dụ như là đối với tất cả pháp, một cách để chúng ta nắm là chúng ta nắm về sanh và diệt. Sanh và diệt đó là một cái mà chúng ta nắm được. Thì ở đây khi mà nói với con người chúng ta đó, thì chúng ta sẽ nắm qua ba cái biểu hiện là thân hành, khẩu hành và ý hành. Thân hành ở đây đó, khẩu hành ở đây và ý hành ở đây đó, chúng ta tạm hiểu như vậy. Giống như ông thầy thuốc á, ông muốn chẩn bệnh thì ông bắt mạch. Bắt mạch là gì? Bắt mạch là nhịp tim, nhịp tim của mình. Khi bắt mạch á thì mặc dù cái mạch nhỏ nhưng ông sẽ hiểu được nhịp tim và hiểu được tình trạng sức khỏe của mình. Thì cái bắt mạch ở đây tức là chính tôi nói về thân hành, khẩu hành và ý hành. Cái mạch mà của thân hành là gì? Đó là hơi thở ra vào. Khi một người tu tập, mà có tu tập rồi thì hiểu rằng qua hơi thở mình biết rất nhiều về bữa nay tâm mình có định hay không, bữa nay thân mình có khỏe hay không, bữa nay mình đang vui, đang buồn, đang giận, đang sợ. Nghe nói như vậy thì rất là lạ, nhưng mà thưa quý vị, thật ra không phải lúc nào chúng ta thở cũng giống nhau hết. Khi mình sợ hơi thở mình nó khác, khi mình ham muốn hơi thở mình nó khác, khi mình bực bội hơi thở mình khác, mình nổi giận hơi thở nó khác. Thật ra một lúc mình tu tập hơi thở rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng hơi thở nó là một cái mặt để chúng ta biết về cuộc sống nhiều lắm. Đối với một người mới niệm hơi thở thì hơi thở là hơi thở, đơn thuần là hơi thở, thở vô thở ra hơi thở. Nhưng khi một người mà tu tập quen với hơi thở rồi thì qua hơi thở người đó có thể cảm nhận toàn bộ cuộc sống. Ồ, hôm nay tâm mình bị chi phối nhiều, hôm nay mình không khỏe, hôm nay mình giận, hôm nay mình có ham muốn. Quý vị hỏi là tại sao hơi thở lại có thể biểu thị ra những điều đó? Thực sự thì nói không hết, nhưng mà chúng tôi thưa quý vị như vậy là nếu chúng ta để ý cho kỹ thì hơi thở gắn liền với cảm xúc, hơi thở gắn nhiều tình trạng. Thành ra nếu mà chúng ta muốn bắt mạch các hành mà qua thân á, thì chúng ta phải để ý hơi thở. Cũng giống như là ông thầy thuốc bỗng để một cái để ngón tay vào trong cái cùm tay của mình đó, cùm tay có chỗ bắt mạch, biết được nhịp tim, muốn biết được nhịp tim mình, tại vì ở đó là nó là một sự biểu hiện. Thành ra một người tu tập để gọi là mình muốn bắt mạch thân tâm mình thì bắt mạch qua hơi thở. Và điều thứ hai đó, là một điều mà chúng ta phải để ý đó, là khi nói đến khẩu hành, để ý đến tâm tứ. Tâm mới là hướng tâm, tứ là sự gắn bó. Tất cả những gì chúng ta nói, chúng ta truyền đạt đó, nó đều liên hệ đến tâm và tứ hết. Có hướng tâm, có gắn bó thì mới nói. Thật ra khi cái lời mà chúng ta nói lên đó, thì ở trong đó nó có sự hướng tâm gắn bó. Chúng tôi lấy ví dụ như về thưa quý vị, chúng tôi đang nói chuyện với quý vị về bài kinh Tiểu Phương Quảng này. Và để nói chuyện thì chúng tôi có hướng tâm, có gắn bó. Con người mình á, lúc nào mình hướng tâm về cái nào, gắn bó cái nào, thì cái ngôn ngữ mình nói ra điều đó. Không có ai nói dối, không ai nói độc ác, không ai nói hai lưỡi, không ai nói nhẩm nhí vô ích á. Mà tầm tứ của họ thuộc về thiện pháp á. Mình phải hỏi hướng tâm cái gì, gắn bó cái gì. Lúc đó mình thích chuyện thị phi, hãy cái tâm mình hướng thị phi thì mình hãy nói chuyện thị phi. Mình hướng về chính trị thì mình hãy nói về chính trị.
mình hướng về chuyện tu thiền, mình nói về tu thiền. Cái lời nói á, mà khi một lời mà nói ra đó, thật ra nó là một biểu hiện sau cùng của tầm tứ. Cái tầm tứ ở đây không phải là, không nên hiểu là cái tầm tứ trung, tầm tứ hy lạc đó. Và tầm ở đây là cái khuynh hướng của tâm, và tứ ở đây là sự gắn bó. Ai mà hiểu được lời nói thì lúc đó hiểu được lúc của mình đang hướng về cái gì. Và ai mà thấy được mình đang hướng cái gì thì sẽ thấy được lời nói. Tại sao khi mà mình tu thiền đó, các vị thiền sư hay dặn mình là bớt nói chuyện? Tại vì khi mình nói chuyện á, cái tâm mình nghĩ lung tung, hướng lung tung. Khi mình yên lặng á, thì cái tầm tứ nó sẽ tập trung vào cái nhẹ nhàng hơi thở. Cái thật ra dịch chữ tầm tứ ở đây dịch nó có vẻ khô khan khó hiểu, nhưng mà chúng ta nói rằng cái khuynh hướng và cái sự gắn bó nó là cái biểu hiện của khẩu hạnh. Không có một người nào mà ngồi lê đôi mắt mà người đó lại có cái khuynh hướng là quý trọng thì giờ làm những việc hữu ích hết. Tại vì sao vậy? Nếu mà mình thật sự quý trọng thì giờ hoặc hữu ích, mình không có đổ ngồi lê đôi mắt đâu. Mình ngồi lê đôi mắt là nghĩ mình rảnh quá. Cái chữ mình rảnh quá tức là mình không có cái mục đích rõ ràng, mình không quý thì giờ của mình. Quý thì giờ mình không có nói chuyện lung tung như miên man như vậy. Thành ra cái khuynh hướng và sự gắn bó nó là để bắt, nó là khẩu hạnh. Và thọ tưởng là ý hạnh. Thọ đó nó là một cái cảm giác trực tiếp. Tưởng đó là cái sự trạng lại của tâm đối với những gì đã trải nghiệm. Rất đơn giản là khi hành giả càng tu tập càng có chiều sâu đó, thì cái cảm xúc cái cảm giác của nó bình đạm hơn, nó nhẹ hơn, nó ôn hòa hơn. Một cái người tu á mà quá vui quá buồn, tức là chứng tỏ nội tâm của mình nó chưa có bình ổn, nội tâm của mình nó chưa có điềm đạm. Cái sự điềm đạm nó cần lắm, cái điềm đạm nó cần. Thật ra lúc nào mà mình tu mà mình dễ vui dễ buồn, nghe người ta khen chúc mình tươi hẳn ra, nghe người ta nói chê chúc mình giận hờn chuyện gì đó, thì phải để ý cái cảm thọ của mình. Khổ lạc ưu hỷ xả. Và tưởng là gì? Là chúng ta hay sống với quá khứ, sống với cái gì đã qua, tìm về một cảm giác mà đã từng trải, đã từng có, hơn là để tâm tập chú với hiện tại. Cái này quan trọng. Một cái người mà càng tu tập á, thì càng để tâm vào hơi thở vô, hơi thở ra, để chân vào bước đi, để chân vào cuộc, để tâm vào cuộc sống hàng ngày. Khi mà mình để tâm vào cuộc sống hàng ngày thì mình sẽ bớt đi cái sống mà gọi là sống ở quá khứ, sống với cái cảm giác đã qua. Cái người nào mà không có để tâm vào hiện tại đó, thì hãy tìm lại cảm giác cũ. Chúng ta nhớ như vậy, tại sao tự nhiên mình muốn đi ra công viên ngắm hoa? Tại vì một tuần trước đó, tháng trước đó, năm trước đó mình đã từng đến đó. Mình đến đó mình thấy hoa đẹp, mình cảm thấy thích, bây giờ mình muốn trở lại. Đơn giản như vậy. Tại sao mình muốn nấu bữa ăn ngon? Tại vì tuần trước, tháng trước, năm trước nào đó mình đã từng nấu món đó ăn ngon, bây giờ mình trở lại tìm cảm giác buồn. Thế cái người mà sống với tưởng á, thì họ hay tìm cách là lặp lại một cảm giác cũ. Và cái thọ tưởng đó, nó cho chúng ta thấy là mình đang sống như thế nào. Thật ra khi mà chúng ta nói rằng đối với người tu tập, thân hành, khẩu hành và ý hành, tức là ba cái điểm để mình bắt mạch, để mình đọc được cái chiều sâu qua cái biểu hiện. Nếu mình muốn bắt mạch qua thân hành thì để ý vào hơi thở. Và chúng tôi nói rằng không có một hành giả nào mà niệm hơi thở lâu mà không thấy được sự liên hệ giữa hơi thở và thân tâm của mình hết. Khỏe thở khác, bệnh thở khác,
vui thở khác, buồn thở khác, lo sợ thở khác, ham muốn thở khác. Nếu mà mình để ý vào khổ hành đó, thì hãy để ý lúc đó cái khuynh hướng và sự gắn bó của mình cái gì. Ở trong thời gian này, ví dụ như là lúc này là lúc mình lo nhiều về đại dịch, lúc này là lúc mình lo nhiều về sự bạo loạn xã hội, lúc này lo là ai đắc cử, ai thắng cử tổng thống Mỹ, lúc này là lúc mình lo chuyện gia đình, lúc là do chuyện tiền bạc, chuyện danh, chuyện lợi. Luôn luôn là chúng ta phải để ý rằng mỗi một thời khắc, một giai đoạn nào trong cuộc sống, chúng ta đều có một cái khuynh hướng. Và cái khuynh hướng đó nó dẫn sự gắn bó. Khuynh hướng là tầm, gắn bó là trước. Và ngoài thân hành khẩu hành thì chúng ta có thể bắt mạch ở tâm hành, là bắt mạch ở thọ tưởng, khổ lạc ưu hỷ xả. Và lúc này tâm mình có sống được quá khứ hay không? Quý vị thấy có người nào đó họ sống, đa phần là họ không để ý chứ. Họ rất đặt nặng về vấn đề vui buồn. Vui là may mắn là tất cả, mà buồn là bầu trời sụp đổ. Hay là tưởng là luôn luôn sống lại với quá khứ, lặp lại quá khứ, làm tái diễn quá khứ, phục chế quá khứ. Nhưng mà tất cả những điều đó đó, nó là những cái gì mà thưa quý vị rất là quý vị có thấy thường tọa tuyệt siêu vào không? Xin lỗi quý vị. Chúng tôi không thấy thường tọa tuyệt siêu, không biết có vị nào ở trên tắc thấy quý vị nói thường tọa tuyệt siêu trở lại. Dạ. Dạ vâng, thì ở đây chúng ta nói đến một điều là những câu hỏi của Thiền Nam Visakha đó, nó không phải là một câu hỏi về lý thuyết mà nó đào sâu vào pháp hành. Và Thánh Di Thamadina đã trả lời không phải chỉ bằng cái kiến văn Phật pháp đơn thuần mà là dựa trên sự tu tập. Những cái câu hỏi và câu trả lời này nó có một chiều sâu đặc biệt về tam học giới định tuệ, về pháp học và pháp hành. Thì là chúng ta phải bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại với cái chúng tôi xin được trở lại với phần thảo luận. Trước nhất xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có mặt ở trong ở trong trung học, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng cầm microphone, xin thỉnh thượng tọa khoan nghĩ trả lời cho câu thảo luận số 1. Ô dạ vâng. Pháp Đăng, trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì đoạn đầu có đề cập đến bát chánh đạo và giới định tuệ. Có đôi khi người ta nghĩ rằng bát chánh đạo có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, nhưng mà đối với bát chánh đạo có ba chi phần là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì nếu mà chúng ta không có chuyên sâu, chúng ta không có tu tập rõ ràng, thì rất là khó để chúng ta nói là chúng ta sống với bát chánh đạo, đúng không? Tại vì bây giờ có rất nhiều người bên ngoài họ tuyên bố là tôi sống theo bát chánh đạo, nhưng mà thì tôi có nghĩ rằng để áp dụng được bát chánh đạo thì chúng ta cần có một cái chuyên sâu hơn, có phải như vậy không? Cái thỉnh thượng tọa. Hello. Dạ, con Pháp Đẳng kính thành lễ Đức Tam Bảo, kính thành lễ thượng tọa Thệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Thệ Quyền, thượng tọa Bất Tăng đại Đức Phật Tính, đại Đức Nguyên Thông, sư Đức Tề Ti cùng sư Nguyên Thông cùng với chư tông Đức Tăng, kính chào quý bà cô tu nữ thượng giả Phật tử. Trong cái câu hỏi cái thượng tọa đó thì thật sự đó thì biết rằng một cái người, mình nói rằng một cái người mà tu tập á, nó giống như một cái người mà luyện quyền hay là luyện thái hình vậy đó, là phải như vậy thì mới cái cơ thể nó mới được giống như cái người tập thể hình.
Còn ví dụ giờ chúng ta cũng cũng hoạt động tay chân vậy, mà chúng ta chỉ tập như vậy thôi, chứ còn không phải là giống như người tập thể hình. Thì cái người mà có tu tập về bát chánh đạo đó, hay là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, là giống như người tập thể hình vậy. Còn chúng ta thì giống như là những cái người mình có chừng cũng bước tới bước lui, cũng nâng cái này nâng cái kia, nhưng mà thật sự nó không có cái trường lớp, nó không có cách rõ ràng. Thì cũng như vậy, một cái người mà họ tu tập bát chánh đạo đó, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó, thì giống như người tập thể hình đó, họ phải chia cái thời gian để họ tập. Chứ không có thể nào họ muốn có cái cơ thể như vậy đó, thì họ ăn uống, họ phải những cái chất này kia nọ nó cũng phải có. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng chánh đinh tấn là cái thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần nó có. Còn chúng ta mà không có chánh đinh tấn đó, thì chúng ta cũng không biết phân biệt là cái người nào nên gần và cái người nào không nên gần. Bởi vì cái chánh tinh tấn là cái trừ cần, là biết xa rời những người nào mà làm cho mình ảnh hưởng cái sự tu tập của mình, rồi biết gần gũi những cái người nào mà làm cho mình tu tập được, và mình dừng gìn giữ cái thời khóa biểu để tu tập, mình gọi là bảo cần. Rồi tu cần là mình cố gắng tu tập thêm lên, mình càng ngày càng tiến bộ lên, thì nó gọi là cái tu cần, là tiến bộ lên thêm. Như vậy nếu mà chúng ta phân biệt về tứ chánh cần trong cái một cái người thật tâm tu đó, thì giống như người thể hình đó, họ phải ăn uống rồi họ phải luyện tập giờ giấc, chứ không phải là muốn làm sao thì làm đâu, nó không phải vậy. Thì chúng ta cũng giống như là người mà lâu lâu đi bộ, lâu lâu tập cái tạ cầm đưa lên đưa xuống vậy thôi. Thì cái người đời nó cũng giống như vậy đó quý vị, chứ nó không phải là một cái người có cái tâm tu đó. Nội mình phân biệt cái tứ chánh cần thôi, mình đã thấy là cái người mà họ tu tập đó, họ phải gần gũi những cái người nỗ lực tu tập, rồi họ phải xa rời những cái người lười biếng, những cái điều kiện mà nó sanh ra thối đọa lui sụp, và họ phải gìn giữ cái thời khóa biểu tu tập của họ, cũng giống người tập thể hình vậy đó. Họ muốn có cái thể hình đẹp đó, thì họ phải chia ra giờ giấc họ tập. Thì cũng giống như vậy quý vị. Rồi cái chánh tấn là vậy, chánh niệm đó, mình thấy bởi một cái người tập chánh niệm đó thì nó cũng đòi hỏi, chứ nó không phải là không đòi hỏi đâu. Nó cũng giống như cái người tập thể hình vậy đó, cũng phải có cái thời gian và cũng có cái phương pháp tu tập. Cũng có cái phương pháp tu tập và phải xa rời những người thất niệm, xa rời những cái điều kiện mà làm cho mình thất niệm đó, mình phải xa rời. Chứ còn nếu mà mình mới tu tập mà mình không có đó, thì giống như cái người ở đời mà họ cũng thấy người ta có cái cơ thể khỏe rồi, họ cũng cầm cái tạ tập một hai bữa rồi thôi, tập không có giờ giấc đó, thì nó cũng giống như vậy thôi. Cũng giống như người mà không có quyết tâm tu đó, thì giống như cái người mà đời họ thấy là có cái cơ thể như vậy, họ cũng lâu lâu họ làm một hai bữa về thôi, chứ còn cái cơ thể họ không thể là người thể hình được. Cũng giống như vậy quý vị. Như vậy thì chánh niệm nó cũng có những cái điều kiện, những cái điều tiên quyết để cho nó trở thành có chánh niệm. Rồi chánh định cũng vậy. Chúng ta thấy định là một cái sự tập trung mà ở trên những cái đề mục. Mà cái nếu mà chúng ta nói rằng cái kiên cố định hay là cái cận định đó, là nó phải có liên tục. Liên tục giống như chúng tôi nói người tập thể hình vậy đó. Họ chia giờ giấc họ tập, mà họ tập phải cho nó đủ cái giờ giấc, đủ cái thời gian để cho họ có cái thể hình đẹp, chứ không thể nào nói là làm lôi thôi mà được cái thể hình như vậy đâu. Thì nó cũng giống như vậy, cái chánh định á, bởi chúng ta thấy cái sát na định, cái cận định và cái kiên cố định á, nếu mà được cái kiên cố định á, để đạt được cái định cụ đó, nó phải có những cái điều kiện tiên quyết, nó có những cái đề mục tu tập mà miên mật, chứ nó không phải là bình thường giống như người họ tập thể hình vậy đó, chứ không phải là nói lôi thôi mà được đâu quý vị.
Thì thật sự bây giờ thì có nhiều người họ họ nghĩ như vậy thôi, chứ còn thật sự nếu mà làm cái bát chánh đạo mà đúng theo cái ý nghĩa của bát chánh đạo bốn với cái định tư cụ đó, về chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, nó phải có cái sự luyện tập, nó cũng có cái thời gian luyện tập và phải nỗ lực luyện tập, phải xa rời những cái điều kiện làm cho mình lui sụp, nó cũng vậy quý vị, chứ nó không có đơn giản như mình nghĩ. Nên bây giờ thì người ta tuyên bố thì ta tuyên bố như vậy thôi, nhưng mà nhìn vào cái khả năng để đắc được thánh quả đó thì phải nói rằng cái đó rất xa vời, chứ nó không phải dễ dàng đâu quý vị. Thành ra cũng giống như người mà nói là đi tập thể hình mà để có cái thể hình đẹp, nó không phải dễ đâu, họ phải tập một cái thời gian rất lâu, 5-7 năm gì đó họ mới có một cái thể hình như vậy, chứ nó không phải là đơn giản. Mà họ phải khổ sở, họ phải kiên cường, họ phải luyện tập. Quý vị cứ để ý coi, mình con người của mình mà làm biến mà làm gì đó, mình làm bữa đầu nó bể người, có nghĩa là nó rã rời tay chân của mình. Rồi bữa thứ hai, bữa thứ ba mà nếu mình quyết tâm mình làm thì mới làm được, chứ còn không đó, thì chỉ cần 1-2 bữa là mình thấy mình rũ rị tay chân rồi mình cũng bỏ lời thôi, chứ mình không có luyện tập kiên trì được để vượt qua những cái cơ bản đâu. Thì nó cũng giống như vậy quý vị. Nên ở trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa nói về cái tu tập sâu trong đời sống thì mình phải kiên trì, phải luyện tập, chứ phải nỗ lực, chứ cũng giống như cái người tập thể hình vậy, chứ nó không phải đơn giản. Mình sống mình thấy mình giống như người ta có sức khỏe vậy thôi, chứ chưa có phải là người mà có cái thể hình đạt tiêu chuẩn. Họ phải luyện tập, họ ăn uống, rồi họ phải có giờ giấc, họ phải rèn luyện. Tại chúng ta thấy nếu mà nói đến người tu tập đó, thì ở trong bốn cái hạng người không ngủ được đó, thì Đức Phật người nói vì sa môn mà hành pháp không ngủ được, có nghĩa là họ hành trong một đêm, họ hành rất là nhiều cái thời gian, chứ không phải đơn giản như mình nghĩ rằng mình muốn ngủ, nó không phải vậy đâu. Người nó phải nỗ lực tu tập rất là nhiều, nên ở trong bốn hạng người mà Đức Phật nó không ngủ được đó, thì có vì sa môn đó đang hành mà không có ngủ. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh Thượng Tọa. Bây giờ thì con xin gửi mic cho Thượng Tọa. Sao tôi cái trường Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân không biết vì Thượng Tọa Pháp Tân không còn ở trước máy thì phải. Quý vị còn thấy Thượng Tọa Pháp Tân không? Đợi Đức Pháp Tính đi, Đợi Pháp Tính có ở trước máy và có nghe được không? Đợi Đức Pháp Tính có ở trước máy không? Thì tôi tự quyền chúng ta sẽ trở lại với câu tiếp theo. Siêu Nguyên, dạ, có Đợi Đức Pháp Tính rồi. Đợi Đức Pháp Tính, chúng ta thường thấy rằng có một sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành. Có nhiều khi người ta nói là nói dễ làm khó, đối với nhiều người làm dễ mà nói khó, và có nhiều người thậm chí rằng chỉ muốn thực hành không muốn lý thuyết, có người muốn lý thuyết không muốn thực hành. Nhưng mà phải chăng là chúng ta cần cả hai? Chúng ta không thể chọn cái này bỏ cái kia được, giữa cái lý thuyết và thực hành. Xin cái trình ý kiến của đại biểu Học Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Còn xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hành, Đại Đức Tuệ Tri, cùng Chiêu Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu thảo luận Thượng Tọa vừa nêu lên, thì thật sự ra hồi xưa giờ lý thuyết và thực hành lúc nào nó cũng phải cần đi chung với nhau, thì nó mới dẫn đến cái sự thành công. Mà có một thì ở trên cái cuộc đời này đó, thì nó cũng không phải là ai cũng có vừa có lý thuyết và vừa có thực hành. Có một số người đó thì người ta chỉ chuộng về cái lý thuyết thôi, và một số người đó thì chỉ chuộng về thực hành. Giống như ở trong kinh Tăng Chi
Đức Phật cũng có giảng về cái pháp muốn chi đó. Có những cái trường hợp mà trời rầm mà không có mưa, hoặc là trời không có rầm mà lại có mưa, và có trường hợp thì trời vừa có rầm và vừa có mưa, cũng có trường hợp mà không có rầm mà cũng không có mưa. Thì ở trong cái tâm tánh của chúng sanh, của con người thì cũng vậy. Có người thì người ta chỉ chuộng về lý thuyết, thành ra người ta sẽ bỏ qua cái sự thực hành. Có người thì người ta chỉ chọn, người ta chỉ chuộng về cái sự thực hành mà người ta bỏ qua cái lý thuyết. Ở trong cái đời sống tu tập, cái chuyện này mình cũng gặp rất là nhiều. Thí dụ như có những vị hành giả chỉ thích là coi như là hành thiền thôi, chứ không có thích học về những cái pháp, những cái pháp học. Thành ra đó, khi mà người ta hành, người ta sẽ bị nhiều cái mắc kẹt ở trong cái sự hành đạo đó. Rồi cũng có người thì người ta chỉ học về cái lý thuyết thôi, mà người ta không có chịu về cái sự thực hành. Thành ra cuối cùng đó, thì nó cũng giống như là cái tủ mà mình để mình đựng kinh. Vậy thì nếu mà mình muốn đời sống của mình mà nó được viên thông thì coi như là chúng ta phải có, vừa có cái sự lý thuyết, vừa có cái sự thực hành. Có nghĩa là mình vừa phải học mà vừa phải thực hành, thì nó mới dẫn đến cái sự thành công. Thành ra đó, nếu mà nói về hai cái phương pháp này, chúng ta không có thể nào mà chúng ta bỏ cái này mà chúng ta chọn cái kia hết. Không thể nào mình bỏ cái này mà mình chọn cái kia. Luôn luôn, lúc nào nó cũng phải đi đôi với nhau. Với cái sự học, sau khi học rồi mình phải có cái sự mà hành đạo, thì mình mới biết được cái sự học đó nó có lợi ích, hoặc là trong cái sự hành đạo đó nó mới đem lại cái sự an vui cho mình giữa cái học và cái hành. Còn nếu mà mình không có, mình thiếu một cái chi phần nào đó, thì chúng ta sẽ không có cảm nhận được cái đời sống tu tập này. Ngày xưa thì các vị tỳ khưu sau khi mà xuất gia rồi, ngoài cái sự mà làm cái phận sự của một người học trò, thì cái vị đó còn phải có cái pháp học, có nghĩa là phải gần gũi với cái vị mà thầy tế độ để phục vụ thầy tế độ, và sau đó sẽ học một cái đề mục nào đó từ cái vị thầy tế độ. Rồi khi mà học đã thông thuộc rồi, thì cái vị đó sẽ tìm một cái trú xứ nào đó thích hợp để mà hành những gì mà mình đã học. Nhờ như vậy đó thì các vị mới trở nên cái sự thành công. Còn nếu mà một cái vị mà không có học thì coi như là mình không thể nào mình biết được cái cách mà mình hành đạo. Mà mình có học rồi mà mình không chịu hành thì nó cũng giống như là một cái tủ mình nó đựng sách thôi, thành ra nó không có đi đến được cái sự thành công. Cho nên ở trong cái câu thảo luận số 3 này đó, thì theo cái ý của con thì con nghĩ rằng là đối với thực hành, đối với lý thuyết và thực hành là nó phải đi đôi với nhau, chứ không thể nào mà mình chọn cái này mà mình bỏ cái kia được hết. Không có thể nào mà mình bỏ ra được một cái nào. Đối với những vị mà có nhiều người, người ta thắc mắc, hồi xưa có những vị đâu có ngồi ở trong cái lớp học, nhưng mà tại vì cái người đó người ta không có hiểu, nhiều khi học là qua cái, không phải là ngồi trong lớp học mới gọi là học. Nhiều khi là cái vị tỳ kheo hoặc là cái vị sư đó phục vụ cái người thầy của mình, thì trong
trong cái mà phục vụ đó thì người thầy đã dạy cho cái vị đệ tử đó, thì cái cách học đó đó bằng cái sự mà truyền khẩu hoặc là dạy qua bằng cái lời truyền miệng. Thì ngày hôm nay thì mới có những cái lớp học hoặc là trường học, chứ ngày xưa đó thì các vị cũng học qua cái cách mà được dạy bằng truyền miệng. Thành ra có những người người ta không có hiểu, người ta nghĩ rằng học là phải ngồi ở trong cái lớp học hoặc là ở trong cái chiếc ghế của nhà trường thì mới gọi là học. Cái điều đó nó không phải là hoàn toàn là đúng như vậy. Tại vì có những người người ta học qua từng giờ từng phút, học qua từng cái kinh nghiệm được truyền bằng miệng, hoặc là có thể là do cái thân của cái vị đó. Thí dụ như mình ở gần một cái vị trưởng lão đi, mình thấy cái vị trưởng lão đó cái cách trình bày một cái vấn đề gì đó, hoặc là giảng một cái đề tài gì đó, hoặc là cái sự mà quay nghi đi đứng nằm ngồi của cái vị đó thì cũng là đang là cái cách mà dạy cho mình học qua những cái thời gian mà mình gần gũi. Thì cái đó cũng gọi là cái pháp học, hoặc là cái đó cũng gọi là cái lý thuyết. Rồi khi mà mình lúc mà mình tâm tư của mình, thân khẩu ý mình có muốn nói năng hay là hành động, thì mình cũng nhớ lại cái vị thầy tế độ của mình đã nói như vậy hoặc là đã làm như vậy, và mình sẽ học theo cái cách đó. Thì như vậy thì gọi là mình vừa có lý thuyết, có nghĩa là mình vừa có học, và khi mà mình có cái sự mà hành đạo đó, thì cái đó cũng gọi là cái sự thực hành qua những gì mà mình đã gần gũi từ trước đến giờ với cái vị thầy hòa thượng của mình. Thành ra như vậy thì là cái người mà có về lý thuyết và có về cái sự mà thực hành. Thì kết lại thì ở đây thì theo ý của chúng con thì con nghĩ rằng là đối với lý thuyết và thực hành thì không thể thiếu cái nào, không thể bỏ được cái nào hết, luôn luôn phải có cái sự song hành, luôn luôn phải có cái sự song đôi như vậy thì mới dẫn đến cái sự thành tựu của một cái đời sống phạm hạnh. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 3 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kính chân đại chúng Phật tính, Thượng Tọa Tế Quyền, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Xin được hỏi Thượng Tọa Tế Quyền, Thượng Tọa có trước máy không? Thượng Tọa Tế Quyền, chánh kiến ở trong Bát Chánh Đạo được định rằng là nhận thức sự việc qua cái nhìn của khổ, của nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Thì như vậy chánh kiến của Bát Chánh Đạo á, nó có giống như chánh kiến trong đời sống hàng ngày của mình không? Ví dụ đời sống hàng ngày mình nói rằng mình tin vào nghiệp báo, tin vào tam bảo, mình tin vào làm lành bỏ dữ, cái đó, cái chánh kiến đó với cái chánh kiến của Bát Chánh Đạo có giống nhau không? Kính thỉnh Thượng Tọa ý kiến Thượng Tọa Tuyên Quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá, Đại Thu. Vậy chúng nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, không, cảm ơn Thượng Tọa cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Tổng Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Tùy Tri, Sư Nguyên Thâm, Cục Chư Tăng. Kính chào quý tu nữ cũng như Phật tử. Dạ, quả thật thì nếu như chánh kiến mà trong Bát Chánh Đạo và so với cái sự hiểu biết hay so với chánh kiến bình thường bên ngoài thì nó cũng có một, nó cũng có thể, chúng ta nó cũng có thể có một cái khác một chút xíu. Cái chánh kiến mà do bình thường á, mình cũng bây giờ hỏi gì chứ, mình cũng hiểu về nhân quả, là mình cũng biết về vô thường, biết về khổ đau, biết về vô ngã, biết khổ tập diệt đạo, đây là khổ nè, có như là nhân khổ này, tức là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, vân vân, thì chúng ta hiểu một cách bình thường. Nhưng cái chánh kiến mà trong Bát Chi Đạo thì nó có cái đặc biệt. Quý vị nhớ, nó nhờ gọi là chánh kiến trong Bát Chi Đạo, nó nhờ cái sự phối hợp của giới, nhờ sự phối hợp của định,
mình không có giới, nhưng mình cũng hiểu biết về cái sự khổ, mình cũng hiểu biết về cái nhân quả. Mình không có cái tinh tấn hay là không có cái định quẩn thì mình cũng hiểu. Nhưng chánh kiến đồng bát chỉ đạo nó được sự phối hợp của giới và định, cho nên nó khác chúng ta. Ở đó chính là chánh kiến đó được tu tập, được cái sự quân tập, được cái sự tu tập một cách căn bản, một cách tốt đẹp, mà nó trở thành chánh kiến. Vì vậy cho nên cái chánh kiến này và lần lần nó thành tựu, nó viên mãn và nó tốt đẹp, và nó mới có cái khả năng, tức nó phối hợp với đại thiện siêu thế, là bát chỉ đạo phối hợp trong đại thiện siêu thế mới sát trừ phiền não được. Còn chánh kiến hiểu biết bình thường của đời sống của phàm phu của chúng ta, hay cái đời sống của cái người mà đúng mà không tu đó, hay một người hiểu mà không thực hành, thì nó cũng có một giá trị, nó khác hơn cái người vừa hiểu mà vừa thực hành, nó khác xa. Và ở đây ví dụ như bây giờ cái người ta không nghe, các không tìm hiểu về đạo Phật, người ta nói đúng như vậy, thì nó có nhân quả, nó có vô thường. Chúng ta thấy sống nay chết mai cũng vô thường, cuộc đời này nó khổ, có cái sinh ra cuộc đời này thì nó cũng bắt đầu lớn lên rồi cái già, họ cũng hiểu bằng một cách tức là bình thường hạt chuyện. Cũng như chúng ta học hiểu được, nghe lời Phật dạy, được nghe lời chư tăng dạy, xem sách, nghe kinh vân vân, thì cái chúng ta hiểu nó chỉ bằng một cái nghe, nó mang tính tức là thấy nghe ngửi tiếp tục bình thường, và nó có phối hợp thêm một niềm tin đó. Nên là thì chúng ta tin nó là như vậy, nhưng sự thật chúng ta chưa như thị như thật. Chúng ta tu tập chưa, chúng ta chưa có dấn thân thì nó chính là chúng ta chưa thành tựu được. Cho nên vì vậy cái chánh kiến ở trong đời sống hàng ngày của một con người nó khác. Cái người học hiểu Phật pháp thì hiểu về nhân quả, nó cao cấp hơn cái người không hiểu biết về hiểu biết Phật pháp một cách căn bản tốt đẹp, thì người ta hiểu cái chuyện nhân quả nó đơn giản lắm. Khi cái quả nó khởi tới thì nó rồi nhân quả, chứ sự thật cái người hiểu biết nhân quả là họ đoạn trừ cái nhân đầu tiên để không bị sanh cái quả. Và cái quả nó tới, họ biết chấp nhận, họ đối diện với cái quả. Người hiểu biết nhân quả là phải như vậy. Còn cái người mà hiểu biết nhân quả bình thường thì họ chỉ than, họ chỉ mối lên nhân quả khi quả nó tới. Thì kính thưa quý vị, cái chánh kiến này khi người ta được sự hỗ trợ, được sự tu tập của giới của tuệ hay của giới của định, thì cái sự hiểu biết, cái chánh tri kiến mới nhìn vào, mới có sự thành, mới có cái sự tu tập nó vững chắc, nó tốt đẹp, mà nó thành tựu được cái đạo quả giải thoát. Cho nên đây là một cái niệm nó khác. Có thể nó chúng ta nói thế nó cũng, chúng ta cũng còn là phạm phu đó. Hai người, một người tu, bây giờ một người tu nó chuyên tu, nó khác một người chúng ta nói tu mà chúng ta thỉnh thoảng có lúc tu có lúc không tu, nó khác nhau sai. Tuy là cũng còn phạm phu. Hay một người xuất gia và một người tại gia cũng khác nhau sai lắm. Nếu người xuất gia tu thì nó sẽ rốt ráo và nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sẽ thành tựu nhanh chóng hơn. Còn một người không xuất gia đó thì người ấy bị giới hạn vân vân. Thì hỏi vậy chứ cái điều kiện đó, hỏi nó giống không? Giống nhưng nó khác một cách khác. Thì cái bạch thượng tọa đây chính là cái sự suy nghĩ của con là như vậy. Nếu có điều gì mà cần bổ túc cho được hoàn mãn thì cũng kính cũng thỉnh thường đặt Nam Mô Bụt Thầy á. Sa thủ cái trường thượng tọa Tuệ Quyền. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông hãy cho biết. Sư Nguyên Thông, chúng ta đang nói về thân hành, khẩu hành và ý hành. Chúng ta nói về sự
qua những cái điểm đó chúng ta bắt mạch về đời sống, thì chúng ta có thể giải thích là tại sao đa phần chúng ta đó, mình thường nghĩ rằng mình cần làm cái gì đó. Thí dụ nói cộng đồng người Việt cần phải đoàn kết, hay đời sống tu tập cần phải đi sâu vào Phật pháp, hay hoặc giả là cuộc sống cần phải cải thiện. Mình biết là mình cần làm cái gì đó, nhưng mà mình không biết bắt đầu từ điểm nào. Tại sao như vậy? Với kinh nghiệm tuổi đời tuổi đạo của sư Quy Thông, sư Quy Thông có thể chia sẻ một vài điều về điểm này không? Kính thưa sư Quy Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con tuân lệnh sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 5 hỏi rằng tại sao người ta thường ý thức được là cần phải làm gì cái gì đó nhưng không biết phải làm từ điểm nào? Dạ, cái người hỏi câu hỏi này là người không biết gì hết ráo, nhưng mà có một cái lóe trong trong tâm hồn của người ấy là phải biết được cái điều gì đó để mà làm, nhưng mà ông ta không, hai người này không biết làm điều nào. Kính thưa sư phụ, là may mắn thay cho chúng ta là chúng ta là những người Phật tử hay là những người tu sĩ theo Phật giáo, thì trong cái trí tuệ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải cho chúng ta thì chúng ta phải biết cái gọi là chánh kiến. Chánh kiến gọi là cái thấy rõ trong cái nhìn của Phật giáo. Nghĩa là sao? Nghĩa là thấy rõ tại sao khổ và thấy rõ con đường để mà thoát khỏi khổ đó, tức là phải biết rõ là tứ diệu đế và bát thánh đạo. Người mà biết rõ tứ diệu đế là biết rõ rằng trần gian này là khổ. Vì sao? Vì tất cả mọi vật là vô thường. Từ cái hơi thở của chúng ta, từ cái máu huyết của chúng ta, từ cái thân thể, tư tưởng của chúng ta, ngay cả cái computer trước mặt chúng ta sẽ phải tan hoại đi sau 10-15 năm. Và vạn vật này, trái đất này, mặt trời này cũng tan rã theo một cái chu kỳ của nó, là một đời sống của nó là bao nhiêu tỷ tỷ năm chẳng hạn như vậy. Và vì vậy cho nên biết rằng tất cả mọi người trên thế gian đều đau khổ, tất cả chúng sanh đều đau khổ là vì không biết con đường thoát khổ. May mắn thay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy là cái bát thánh đạo và thập nhị nhân duyên để chỉ cho con đường chúng ta thoát khổ. Vì vậy cho nên con có một cái lạ lùng là con nhìn trên thế gian này, rồi người chỉ có hai hạng người, một người là trí và một hạng người thứ hai là ngu. Một người trí là một người thấy rõ trần gian này là khổ và thấy rõ con đường thoát khổ, còn một người ngu là người người không biết trần gian này khổ và không biết con đường thoát khổ. Đó, còn những người mà trí, tức là những bậc đã đắc được thánh quả là Tu Đà Hoàng đạo và Tu Đà Hoàng đến A La Hán đạo, A La Hán quả. Vì vậy cho nên kính thưa sư vị, người mà không biết tại sao có người ta thường ý thức được là cần phải làm cái gì đó, tức là làm gì đó để cho mình hạnh phúc, nhưng mà không biết bắt đầu từ chỗ nào. Thì bắt đầu từ chỗ nào, thứ nhất là thế này, cái người hành giả đó là phải đi học để biết một cái nghề, một cái khả năng để tìm ra tiền, và phải tu hành theo Phật giáo để thấy rằng chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, tức là không có làm điều ác và phải làm điều lành và thanh lọc thân tâm của chúng ta. Và đó là cái nét chánh mà con người tu hành hay là con người muốn học thì phải học những cái điều đó. Bởi vì mình không có cái khả năng mà biết một điều gì để mình sanh sống thì là cuộc sống mình sẽ khổ. Thì có cuộc sống rồi mà mình không biết tu hành, không biết mà là luôn luôn phải làm điều thiện mà không làm điều ác, là hai điều đó, không làm điều thiện mà làm điều ác. Và điều ba là phải thanh lọc thân tâm, là cái chetana của chúng ta, cái tư duy của chúng ta phải là vô tham, vô sân, vô si. Thì đó là những nét chánh mà con phát họa ra theo cái sự hiểu biết của con. Nhưng mà vì là một, vẫn là một chúng sanh vô minh, con thỉnh mời sư phụ Trở Lại Mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đủ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lại Mai. Sa thủ kính trưng sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, một điểm rất là cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, đó là cái khả năng quan sát. Quý vị điều hành một cơ sở thương mại
hay là sống với thân tâm của mình cũng vậy. Khi mà mình quan sát được, thường để ý, thường đem tâm trở về, thì tự mình sẽ thấy được vấn đề. Tự mình sẽ tìm ra được vấn đề. Ở trong sự tu tập, trước nhất là chúng ta phải tin vào chánh niệm. Đa phần những vấn đề mà khó khăn xảy ra chúng ta là những thất niệm. Mình để ý, lạ lắm thưa quý vị, một khi mà tất cả những vấn đề mà nằm ở trong cái tầm nhìn của chánh niệm rồi đó, thì ở trong người chúng ta tự nhiên nó sản sinh ra một cái khả năng hóa giải. Chúng ta đừng đòi hỏi có một phép màu xảy ra ngay lập tức, nhưng mà chúng ta phải thắp sáng chánh niệm. Cái chuyện đó nó xảy ra mình phải để ý. Thí dụ như là cuộc sống nó có những cái lộn xộn, tâm tư mình có những cái phiền muộn, thì bây giờ mình phải để ý, đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, đây là thọ ưu, đây là thọ hỷ, đây là thọ xả. Làm thế nào đó mà mình có thể thấy được, dạ, thấy được thường, thấy rõ những gì đang xảy ra, cái ý thức đó. Khi mà ý thức được vấn đề đó, người ta giống như câu nói ta rằng, bạn biết là bạn có bệnh, thì tức là bạn đã đi được 50%. Bạn biết là bạn có vấn đề, là bạn đã quyết được 50%. Cái khổ của chúng ta là chúng ta không biết được mình có vấn đề gì. Mang máng là mình có vấn đề đấy, không biết có vấn đề gì. Vì vậy, ở trong đạo Phật, khi mà đặc biệt đi vào thế giới thực hành, thì chánh niệm rất là quan trọng. Chánh niệm là awake and aware, tỉnh giác và ghi nhận một cái bén nhạy. Dạ, tỉnh giác, ghi nhận bén nhạy. Một lúc nào đó mà mình làm trước quên sau, làm cái này quên cái kia, không có ý thức được, sống miên man, sống chạy theo một thế giới nào đó, luôn luôn ở trong cái trạng thái gọi là preoccupied. Và preoccupied là đó, mình đã bị chiếm ngự bởi cái gì đó mà mình không có tỉnh táo thì có vấn đề. Là người tu Phật á, hãy tin vào chánh niệm, đừng có đòi hỏi một phép màu xảy ra lập tức, mà hãy tin vào chánh niệm. Tất cả mọi vấn đề của đời sống đều được ghi nhận, đều được thấy, được biết, được ý thức với sự tỉnh táo bén nhạy. Rồi sau đó nó giải quyết thế nào là chúng ta sẽ thấy. Chánh niệm có khả năng giải quyết kỳ diệu lắm thưa quý vị. Ngay cả tâm của con người chúng ta hay lang thang, tâm hay phóng túng, tâm hay ganh tị, tâm hay bực bội, tâm hay tham muốn, cứ đem nó vào trong cái tầm nhìn của chánh niệm. Đây là tham, đây là sân, đây là khổ, đây là lạc, đây là ưu, hay là ý, hay là xả. Thì cái người đối với hành giả đó, cái chánh niệm nó quan trọng hơn là cái khác. Trong cuộc sống mình đang đi máy bay mà máy bay nó rớt xuống, lúc đó cái chánh niệm cứu mình chứ không phải máy bay cứu mình đâu. Ở trong đời sống hàng ngày, bao nhiêu chuyện lộn xộn xảy ra của thời thế, quan trọng điểm chánh niệm đem trở về với thân và tâm của mình. Tâm của mình đang ở trạng thái nào, thân của mình đang trạng thái nào, và lúc mà cảm thấy không có gì cả thì mình đang thở vô hay đang thở ra, gọi là chú ý vào thân hành hoặc chú ý vào khẩu hành. Lúc này mình đang nghĩ đến cái gì trong giai đoạn này, ở trong giai đoạn này mình đang gắn bó cái gì, hoặc là tâm hành, lúc này cảm thọ khổ là ưu huy xả ra sao, lúc này mình có sống với sự đuổi bắt truy tìm về quá khứ hay không. Cái đó là cái rất cần. Thưa quý vị, bây giờ xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đạt Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng, lệnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú làm thay, con nguyên xuân thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân, chư tôn đức đã mở lòng, bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops Sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, Phật sự viên thành,
Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hành thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Đạo trong thiên hành.
Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.